Đúng không ạ? Thứ hai, mây nên không phải là một sân sàn tài chính. Để hôm nay mình thích thì đưa tiền vào, mà ngày mai không thích thì rút nó ra. Cái đấy không phải. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục ạ, mây nó không phải là hệ thống bon di. Có nghĩa rằng là người đằng sau vào góp tiền, rồi trả tiền cho người đằng trước. Bởi vì muốn là giàu thì phải đầu tư. Thì thắt nữa là liên quan đến cái phần đầu tư. Thì là mình nghĩ à, mình bỏ tiền vào, ngày hôm nay là mình vào là sau đúng không ạ? Ví dụ như một anh nào đó mà hôm nay là được chị Tú mời vào trong Zoom chẳng hạn Thì có phải là chị Tú là người đi trước và mình là người đến sau không? Thì tí nữa đầu tư thì mình nghĩ à mình bỏ tiền thì bà Tú lại được cái gì của mình đây là Cái chuyện này không phải anh chị nhé, mình clear luôn Rồi tiếp theo ạ, mây nên nó không phải hệ thống lãi ngày, không phải hệ thống lãi tháng Thế nên là xác định hôm nay đưa tiền vào, đầu tư vào doanh nghiệp này Mà hỏi là ngày mai tôi có được trả lãi về hay không? Tháng sau là tôi được lãi suất lấy về bao nhiêu phần trăm thì trả lời các anh chị luôn là cái này không phải đâu ạ. À thế vậy thì bây giờ nên là gì? Đấy thì trả lời các anh chị luôn, à nó chính là một tập đoàn về công nghệ và tập đoàn này nó giống như cái Zalo, nó giống như Facebook, nó giống như cái Grab Uber, nó giống như Amazon, nó giống như Alibaba, nó cũng giống như cái banking chuyển tiền của các anh chị đấy ạ. Nó giống như cái phần mềm Zoom mà chúng ta đang nói chuyện đây này đấy thế thì để minh chứng rõ hơn một chút để các anh chị hình dung như này này à, trong một cái tương lai thông minh thì bất cứ ai chúng ta cũng đều muốn sử dụng những dịch vụ hiện đại thông minh và chính xác có đúng không ạ đấy và mỗi một ngành nghề nó sẽ có một nền tảng công nghệ hiện đại như này ra đời và nó sẽ dần dần thay thế vào truyền thống đấy và những cái nền tảng công nghệ hiện đại như này nó ra đời nó giúp cho con người ta là không phải mất thời gian không phải mất chi phí và không bị nhầm bị hớ không bị mất tiền nữa đúng không ạ à, mà giải quyết công việc luôn và ngay để tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay là anh chị mà đi chuyển tiền chẳng hạn thì rất ít người là họ phải ôm tiền ra ngân hàng để ngồi chờ xếp lốt sau đó là ký giấy rồi đếm tiền rồi mới chuyển đi đúng không ạ và ngày hôm nay là thay vì một loạt những cái thủ tục dườm già như vậy mất thời gian như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần tải mỗi một cái chữ banking kinh về máy thôi banking tức là chuyển tiền ở trên điện thoại đấy ạ đó thế thì banking kinh đấy nó chính là công nghệ đấy anh chị nhé đấy nó giúp cho mình ngồi tại nhà là mình chuyển được tiền đi mà mình không cần phải đến ngân hàng đấy thì đấy công nghệ nó là như thế và kể cả là cái phần mềm zoom như thế này cũng thế các anh chị đang ở quốc tế em nhường thì đang ở hải dương đó thế thì em và các anh chị là cách xa nhau đến hàng bao nhiêu trăm cây số hàng bao nhiêu nghìn cây số nhưng tại sao mà em nói đầu này mà các anh chị vẫn biết được đúng không mà vẫn nghe được em đưa hình ảnh gì anh chị biết được hết đấy chúng ta vẫn nói chuyện được với nhau mặc dù mình không cần phải em không cần phải sang nước ngoài và các anh chị cũng không cần phải về việt nam chúng ta chỉ cần qua cái ứng dụng zoom như này mình đã nói được rồi có đúng không nào rồi thậm chí là các anh chị là muốn gọi điện về nhà đúng không đấy thế thì bình thường nếu như các anh chị muốn nói chuyện với người nhà nhà mình thì có phải là mình phải bay từ nước ngoài về nhà không đúng không ạ để gặp người nhà mình mới nói chuyện được nhưng bây giờ không cần phải bay về mà chỉ cần là anh chị vẫn ở nước ngoài người nhà mình vẫn ở nhà mình nhưng chỉ cần tải cái ứng dụng zalo về máy thôi thì đầu này anh chị nói gì thì đầu kia người nhà mình nghe được đấy là zalo và đấy chính là công nghệ đấy ạ Đấy và công nghệ dành cho cái việc nghe gọi đúng không nào? Đấy. Thế thì mình hình dung như thế cho nó dễ. Vậy thì mainen của mình cũng giống như Zalo, nó cũng giống như phần mềm Zoom, nó cũng giống như cái Facebook, nó giống như cái banking chuyển tiền ấy ạ. Nhưng mainen nó chính là chuyển đổi số cho ngành bất động sản, đúng không ạ? Sau này là toàn bộ giao dịch bất động sản nó đều đưa lên cái ứng dụng của cái công ty này hết. Đấy. Thì mainen đang tạo ra cả một cái hệ sinh thái số gồm có 26 cái tiện ích và 26 cái tiện ích này nó sẽ giải quyết toàn bộ từ A đến Z cho cái ngành bất động sản sau này giải quyết như thế nào à những người mà có tiền mà muốn mua nhà đúng không ạ hoặc cái người mà có nhà muốn bán nó đi hoặc là mình muốn biết được cái nhà này mình muốn mua ấy, thì giá của nó là bao nhiêu hoặc là hình nhà trong ngoài như thế nào tiện ích ra làm sao đấy rồi là nó có làm trong quy hoạch bị mở đường hay không, nhà nước có thu hồi vào hay không, nhà mình được phép xây dựng bao nhiêu tầng, vân vân, đấy rồi là gì à mình đặt cọc rồi công chứng rồi là à, 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 nộp thuế rồi sang tên đổi chủ, vân vân, đấy tất cả những cái thủ tục này này là mình không cần phải đi ra ngoài đường được không ạ, cũng không cần phải đi tìm, cũng chẳng cần phải đến những cái người mà làm môi giới hoặc các cái mối quan hệ gì hết mình cũng chẳng cần phải đến cơ quan để ngồi chờ đợi nữa mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tải mỗi cái chữ M về máy thôi là đã giải quyết được toàn bộ tất cả những cái nhu cầu này rồi vậy cái chữ M này này nó chính là Meta đấy anh chị ạ là cái nền tảng mà ngày hôm nay chúng ta lấy chuyện đấy ạ vậy sau này toàn bộ các cái nhu cầu và các cái dịch vụ như thế này này họ đều đưa lên ứng dụng của Meta và đều trên một cái điện thoại thông minh của chúng ta hết đó, tóm lại là cầm mỗi cái điện thoại thông minh, tải cái chữ M lên về máy này. Và tất cả mình cần dùng cái gì là chúng ta chỉ cần lên ứng dụng này thôi là giải quyết được rồi. Để em lấy một cái ví dụ như thế này để anh chị dễ hình dung nhé. Thì ví dụ như ngày hôm nay em có một cái căn nhà. Đấy, em muốn bán một cái căn nhà. Nhà này là trị giá là 5 tỷ. Đấy, nhà này có 3 tầng, có hai cái phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh, 8 mét mặt đường. Đấy, nhà này hướng nam và nó ở gần trường học vân vân. Vì một lý do gì đấy mà em đang cần tiền và rất muốn bán nó đi. Đấy, thế vậy thì đương nhiên em cần tiền bán thì em phải là muốn tìm người mua. Vậy thì muốn tìm người mua thì làm cách nào? Một là em sẽ phải à, phải nhờ đến anh môi giới, hai nữa là nhờ người bạn, người nhà nhà mình để bán cái căn này đi, có đúng không ạ? Đấy để kết nối khách hàng. Nhưng bây giờ vấn đề là mình kết nối cho ai đây? Có đúng không ạ? À, đây là nhà em muốn bán. Thế thì ngày hôm nay anh vạn Đúng không ạ? đang ở bên nước ngoài. Thế bây giờ thì anh muốn về Việt Nam mình. Đấy thì vì là gì ạ? À anh cũng cũng có một cái lượng tiền. Đấy, anh cũng muốn mua một cái căn nhà. Thì cái nhà này đấy, tiêu chí anh muốn mua là gì? Là cái tài chính của anh ấy cũng có 5 tỷ. Đây này, cũng trùng với cái nhà của tôi đang có đây này. Đấy cũng giá tiền như thế, cũng 5 tỷ. Và cái nhu cầu của anh muốn tìm cái nhà ấy nó cũng là 3 tầng, 2 ngủ vân vân tức là nó trùng khít với cái nhà của tôi đang có. Đấy. Thế tóm lại là ngày hôm nay tôi có một cái nhà đang rất cần tiền để bán và anh Vạn thì cũng đang muốn về nhà mua một cái căn nhà là cũng trùng khít với cái nhà của tôi đang có. Thế thì nếu như bình thường như thế này thì tôi và anh Vạn mà mà gặp nhau thì có phải là là chỉ trong phút mốt thôi là tôi và anh Vạn đã có thể rằng là là chốt đi được rồi, có đúng không ạ? Nhưng mà khổ lỗi ngày hôm nay là gì? Là tôi chẳng biết anh Vạn là ai không biết anh có nhu cầu đúng không ạ và anh vạn thì cũng chẳng biết là tôi có nhà để bán nó dẫn đến là gì là tôi cứ đi gửi cái người này đúng không ạ tôi cứ gửi đi văn phòng rồi những người lạ kia còn anh vạn thì lại không hoàn toàn biết cái điều đó đúng không ạ thế vậy thì ở đây nó chính là gì ạ à, nó chính là cái lút tắc của thị trường đấy ạ và cái bài toán tắc này là tắt cho cả tôi và tất cả cho cả anh vạn nữa của tôi là gì? Tôi cần tiền mà tôi không bán được, mà anh Vạn có tiền mà không tìm được người mua, đúng không? Và cái bài toán tắc này, nó không phải tắc của riêng tôi và anh Vạn, mà nó chính là tắc cho cả thị trường bất động sản của chúng ta. Nó tắc cho cả thị trường của Việt Nam mình. Nó tắc này hàng nghìn năm nay rồi, anh chị ạ. À. Và một cái thực tế mình đang nhìn thấy, nó là gì? Hàng vô vàn các cái miếng đất, những cái căn nhà ở ngoài cái kia kìa, nó vẫn đang ế và không có người mua. Đấy, họ không tìm được người mua và rất nhiều tiền người đang có tiền nhưng không tìm được cái căn nhà thỏa mãn nhu cầu của mình để sở hữu nó thì đấy chính là nút tắc của thị trường. Và ngày hôm nay sứ mệnh của Mayland ra đời để làm gì? Để giải quyết toàn bộ tất cả những cái nút tắc đặc như thế này. Đấy, để khơi thông nó ra cái dòng tiền trong ngành bất động sản. Có nghĩa rằng nếu như tôi muốn bán, tức khắc tôi sẽ gặp được anh vạn ngay. Mà anh vạn muốn mua thì tức khắc cũng gặp được tôi trong phút mốt. Bằng cách nào? bằng cách rằng tôi bán đưa lên mainland và anh bạn muốn mua cũng lên mainland mà tìm mainland là trung tâm thông tin đó vậy tôi đưa cái ngôi nhà của tôi đấy là thay vì tôi phải nhờ ông môi giới tôi phải nhờ người nhà đấy thì bây giờ là tôi đưa mainland vậy thì tôi vào cái ứng dụng là mainland.com được không ạ đấy tôi sẽ bán đăng bán ở trên đấy thế vậy thì tôi chỉ cần giả phí cho mainland một lượng phí rất nhỏ tối đa là 80.000 đồng một tin vip một ngày đấy Vậy thì khi trả phí cho mainen 80.000 đồng thì mainen cho mà mình làm gì tiết, tiết kiệm tiếp cận được đến trên 80.000 lượt người một cái lượng người vô cùng lớn và cái data cái nền tảng công nghệ của mainen ấy quá khủng khiếp anh chị ạ là sau này là cứ bất cứ ai mà là người mà gì ạ à muốn đăng bán nhà hoặc muốn tìm nhà vân vân thì là đều nó đều co vào mainen hết Đấy, kể cả đăng lên Zalo, Facebook hay về cái nền tảng nào cứ liên quan đến công nghệ là mây của chúng ta đã liên thông rồi. Thế nên là cái lượng data nó sẽ rất là lớn anh chị nhé. Đấy, nó gọi là trung tâm thông tin mà. Thế vậy thì khi đưa lên đây thì tôi là người trả phí và Maynen chỉ thu phí một đầu thôi. Thế vậy thì đương nhiên là anh Vạn cũng lên Maynen, đúng không ạ? Trong phút mốt thôi là anh Vạn tìm được tôi rồi. Thế vậy thì bài toán đầu tiên của Maynen giải quyết cho giữa người bán và người mua bằng cách là gì? Là Thay vì cả năm giờ mà tôi chưa tìm được khách mua Thì bây giờ chỉ trong phút mốt thôi là tôi đã tìm được người mua rồi Đấy, là tôi chỉ mất phí có 80 000 đồng Ok, thế thì sau khi tìm được rồi Thì không có nghĩa rằng là anh Vạn xuống tiền mua luôn căn nhà của tôi Mà anh Vạn sẽ phải quay lại, sẽ phải check Nhà nhà tôi xem có sổ đó hay không Cái sổ đấy nó có nằm ở nhà đấy không Hay đang thế chấp ở ngân hàng nhà tôi và cái nhà hàng xóm là có kiện tụng tranh giành về giáp giới hay không vân vân và vân vân thì cái đấy cần phải biết thì thay vì là anh phải bay về đến đây lên địa chính để anh hỏi thì ngày hôm nay là anh cần là gì chỉ cần ngồi tại nhà thôi tại chỗ của anh thôi vào ứng dụng Menottery là anh sẽ biết toàn phần luôn sau khi biết sổ rồi anh sẽ quay lại anh sẽ trách tiếp à nhà này nó có dính quy hoạch hay không bây giờ là số đó nhưng sắp tới này chắc gì đã là sổ đỏ có đúng không ạ biết đâu nhà nước lại thu hồi thì sao để làm cái trường học thì sao biết đâu là coi như là cái nhà này là tới này mở đường vào 5 mét mặt thì sao vân vân thì cái đấy là gì cũng không cần phải à, về để, để 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 xem nữa để để nhờ người trách nữa không cần môi giới ở giữa nữa đúng không ạ không cần dịch vụ nữa mà chỉ cần là gì ạ lên cái mây map của mây len thôi là ngồi tại chỗ ấn nút một cái nó sẽ biết đúng không ạ chỉ một enter thôi nó nó trả lời luôn cho mình rồi đó thế thì tiếp theo nữa sau khi biết quy hoạch rồi sẽ quay lại xem à cái nhà này hình thù bên trong bên ngoài như thế này xung quanh tiện ích ra làm sao khả năng tăng trưởng giá như thế nào đầu tư vào đây nó có lỗ hay là trong tương lai nó sẽ tăng trưởng được giá vân vân thế thì thay vì là phải đến tận nơi xem thì bây giờ là gì ngồi tại nhà lên ứng dụng 3 d là đã biết được rồi thậm chí là gì à? à ngồi tại nơi mình sẽ biết được giá để thay vì mình đỡ bị mua đắt và mua hớ anh chị nhé đó vân vân kể cả là gì đặt cọc công chứng sang tên đổi chủ tất cả là đều thông qua ứng dụng của hệ sinh thái mainland hết anh chị nhá ok thế vậy thì hệ sinh thái mainland của chúng ta ở đây đang được làm ra bởi ai à được làm ra bởi gần 600 nhân tài họ là những tiến sĩ thạc sĩ và các cử nhân những người giỏi nhất nhì Việt Nam mình về công nghệ làm ra mây Đấy, làm ra cái ứng dụng này hiện nay đảng chính phủ và các còn nhà nước mình là đang đồng hành với doanh nghiệp này hỗ trợ về hành năng pháp lý. Thứ hai nữa là các cơ quan chức năng là nơi mà lắm giữ thông tin từng lô đất sổ đỏ của cá nhân của dân của chúng ta đây này là bây giờ là gì ạ? đang sẻ chia toàn bộ các cái dữ liệu đấy cho Melen để Melen số hóa nó lên. Mình hình dung chuyển đổi số có nghĩa là gì? Chuyển đổi số là chuyển đổi toàn bộ tất cả các cái dữ liệu mà nó đang nằm đây từng nô đất từng sổ đỏ một nó đang nằm ở cơ quan chức năng của nhà nước mình chỉ một số những người mà đang có thẩm quyền ở tại cơ quan này mới được phép lắm giữ và truy cứu nó đúng không ạ chính vì vậy mà người dân của chúng ta không tự do làm sao vào đây mà truy cứu được vậy chuyển đổi số là gì là đưa toàn bộ các cái dữ liệu như thế này này đang ở giấy tờ đây này đúng không ạ là đưa lên trên internet thông qua nền tảng của mình nên để công khai, để minh bạch thông tin, để tiện lợi cho người dùng. Vậy người dân của chúng ta chỉ cần là gì cầm chiếc điện thoại thôi vào ứng dụng của Mainland, chúng ta đã ngồi tại chỗ là truy cứu được rồi, có được không ạ? Rồi, và doanh nghiệp này là doanh nghiệp là xây dựng đi theo hướng cộng đồng. Đó. Vậy thì bản thân tôi và các anh chị là chúng ta đều là người dân thường và mình đều là những người làm truyền thống. Đó. Thế vậy thì là tôi và anh chị ở đây là mình có phải là tiến sĩ thạc sĩ đâu, mình có phải là người của đảng của cơ quan nhà nước đâu, mình là một người cộng một người công dân mà, đúng không ạ? Và trước đây là chúng ta đều là cũng có công việc. Nhưng công việc của mình nó là những cái công việc về truyền thống. Nói thật với các anh chị là khả năng hiểu biết của của tôi và các anh chị chỉ có giới hạn đúng không nào? Đấy và tài chính của mình cũng chỉ có giới hạn thôi, mối quan hệ của mình cũng chỉ có giới hạn thôi. Đấy, thế vậy thì ngày hôm nay là chúng ta làm gì ạ? À tại sao lại nói về chúng tôi là những cái người mà đang có giới hạn như vậy và mình lại đang làm truyền thống. Vậy hôm nay lại nói chuyện về cái câu về cái chuyển đổi số về bất động sản để làm cái gì? À bởi vì cái doanh nghiệp này là cái doanh nghiệp đi theo hướng cộng đồng. Thế nên là ở đây là hướng cộng đồng ở đây có nghĩa rằng ở đây là tôi và các anh chị là có quyền là được làm gì? Tìm hiểu và bỏ tiền vào để xây dựng cái doanh nghiệp này. Đấy và có có nữa là gì ạ? À bỏ công vào mà làm việc. Doanh nghiệp tạo ra cái dịch vụ 26 cái sản phẩm như này này làm ra rồi phải có người dùng chứ, đúng không ạ? Thì chính mình là cái người là vừa bỏ tiền vào xây dựng, xây dựng rồi có sản phẩm chúng ta lại làm gì kết nối những người dùng để lan tỏa ra để sản phẩm mới đến tay người dùng chứ. Rồi bản thân mình cũng là người có cái gì ạ? À, mình là à, có nhà muốn bán hoặc là muốn tra cứu thông tin thì mình trở thành người dùng mà dùng thì trở à, thì trả tiền cho dịch vụ lại đúng không nào à thế vậy thì ở đây ý, là doanh nghiệp của mình doanh nghiệp của mình cùng nhau đây ạ. à chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực lại anh chị nhé chúng ta cùng nhau hợp lực lại người thì bỏ tiền người thì bỏ công người thì bỏ trí tuệ người thì bỏ hành năng pháp lý người thì bỏ dữ liệu tất cả chúng ta cùng nhau hợp lực lại để làm lên một thương hiệu của Việt Nam mình mang tên là Mây Và doanh nghiệp này là đã xây dựng được 4 năm rồi và nền tảng nó đã xong hết rồi anh chị ạ. Bây giờ chỉ có hoàn thiện thôi và chúng ta xong. Thế bây giờ thì chúng ta hình dung là, là cái nền tảng nó là như thế nào? Nó giống như cái nhà nhà mình ấy nó xây 7 tầng ấy thì bây giờ là mình đã xong cái móng chắc rồi, mình đã xong thô rồi và việc bây giờ mình chỉ có hoàn thiện thôi. Đấy, tức là sau 4 năm này thì chúng ta đã xây dựng về cơ bản về cái nền tảng. Đó. Và đồng thời là những cái khó khăn, những cái rủi ro là chúng ta đã gần là sẽ uh, uh, đi qua hết Và sau khi hoàn thiện rồi thì cái này là chúng ta sẽ làm gì ạ? À doanh nghiệp sẽ trở thành tự động. Mà đã tự động rồi thì anh chị ạ, thì nó là gì? Automatic. Đấy, nó cái bài toán ở đây ấy, là gì? Tự người dùng sẽ tải cái chữ m về máy. Nó giống như là người ta dân mình ấy là mình đang tự tải Zalo về máy như nào thì sau này sẽ tự tải chữ M về máy như thế. M chính là mainland đấy, là chuyển đổi số về bất động sản đấy ạ. Tự tải về máy rồi thì tự động là gì? Là dùng gì thì trả tiền. Trả rồi thì doanh nghiệp tự động thu, tự động chi và cuối cùng là gì? Là automatic, đúng không ạ? Và chính vì tự động như thế thì chúng ta mới mang cái ứng dụng này nhân bản đi sang thế giới và nhân bản sang châu Á, châu Phi, châu Mỹ và nhân bản sang toàn cầu và đương nhiên khi chúng ta đưa cái dịch vụ này sang thế giới thì toàn thế giới là là sẽ dùng và giả tiền cho chúng ta và dòng tiền từ đây nó sẽ đổ vào anh chị hình dung như thế nào một cái dịch vụ mà mà cả thế giới sẽ sẽ dùng mà trong khi đó là cái ngành bất động sản nó là cái ngành giàu là một cái ngành nhiều tiền mà từ trước này nó đang tắt và đến bây giờ mình là người cởi tắc cho cái 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 giới người giàu như thế và dòng tiền từ thế giới của người giàu nó đổ về cái doanh nghiệp của mình như thế này thì anh chị hình dung nó có khủng khiếp không ạ đấy và những cái đối tượng cần phải giả tiền ở đây là ai là những người làm nghề bất động sản thì đương nhiên họ phải dùng và giả tiền rồi họ chính là những chủ đầu tư chủ sàn và môi giới anh chị nhé rồi tiếp theo những người không ở trong ngành bất động sản là người dân giống như tôi và các anh chị là ngân hàng, luật sư, văn phòng công chứng, được không ạ? Những người chạy quảng cáo, kể cả cơ quan chức năng của nhà nước mình nữa đều dùng và giả tiền cho cái dịch vụ này. Chúng ta hình dung như thế nào? Một dịch vụ mà có đến là gì ạ? À vô số những đối tượng này này, vô số những đối tượng này, người ta dùng và người ta giả tiền, nhưng không phải giả tiền cho một dịch vụ mà giả tiền cho cái 20... dịch vụ như thế cơ anh chị và sau này chúng ta còn phát triển thêm rất nhiều các cái dịch vụ nữa thế vậy thì cái bài toán ở đây ấy, nó nhiều đối tượng dùng như thế này rồi nhưng không phải là chỉ người của Việt Nam mình đúng không ạ mà mình còn nhân bản sang các nước trên thế giới như thế này này vậy thì chúng ta hình dung rằng Việt Nam mình là ban ngày thì những nhiều nước ở ban đêm những nhiều nước ở ban đêm thì mình lại là ban ngày đấy thế nên là cái lượng tiền nó nó cứ đổ về đấy ạ vậy thì một dịch vụ của mình mà quá nhiều cái đối tượng người ta sử dụng như thế này và sử dụng không phải một lần mà nhiều lần của nhiều nước đúng không ạ và giả tiền cho tận 26 cái có nghĩa rằng 26 cái nguồn thu cơ thì anh chị hình dung rằng cái dòng tiền của mày, mình nó về nó không phải là khủng nữa mà nó là cực cực kỳ khủng khiếp đó và tôi chỉ lấy ví dụ như thế này để anh chị nắm được đấy để anh chị hình dung được cái dòng tiền của mình nó về như thế nào nhé à, ví dụ như là các cái đối tượng như thế này này tôi chỉ lấy một ông nó chính là ông môi giới này thôi đúng không ạ thì ở việt nam mình ấy là đang có là khoảng 300.000 người 300.000 môi giới và đây là những người mà được cấp chứng chỉ rồi đấy ạ còn những người mà làm không có chứng chỉ ấy, thì cái đấy thì tôi không nói đúng không ạ vậy thì cả một cái hệ sinh thái số 26 dịch vụ của mình như thế này thì vậy riêng một cái đối tượng ông môi giới như thế này tôi tôi gạch chân đây này đấy thì mà 300.000 người thì người ta dùng người ta giả tiền như thế nào đây ví dụ dịch vụ đầu tiên nó chính là đăng bán là thay vì cả một năm giờ đấy ạ giống như tôi với anh vạn đấy ạ thay vì cả một năm giờ mà tôi chưa tìm thấy người mua thì ngày hôm nay tôi đăng lên đây chỉ mất 80.000 đồng thôi tôi đã tìm được anh vạn mua rồi đấy thế thì đương nhiên là gì ạ à? là tôi cũng muốn bán nhanh thì người khác người ta cũng muốn bán nhanh thôi thế vậy thì bây giờ 300.000 người này mỗi một người chỉ cần đăng lên một lần để bán thôi vậy thì đương nhiên 38 bằng 24 tỷ nó đổ đổ dồn về cho doanh nghiệp của mây rồi đấy bởi một cái ứng dụng đăng bán không thôi còn ứng dụng số 2 là vấn đề về xem giá. Bất cứ ai khi mua trước khi mua nhà thì họ cũng đều phải muốn biết được giá chuẩn của cái ngôi nhà đấy. Chứ họ không muốn là bị mua hớ, có đúng không ạ? Vậy thay vì mà bị hớ mất là gì, dăm chục triệu thôi. Đấy, là người ta cũng đã xót so ruột lắm rồi. Vậy thay vì hớ 50 triệu thì chắc chắn sẵn sàng họ sẽ bỏ ra 100 ngàn nẻ để người ta biết được cái giá thật để đỡ bị hớ đó thế thì 300.000 anh này mỗi một anh chỉ cần là gì ấy, đăng một lần thôi chỉ cần xem giá một lần thôi là đã có 30 tỷ độ dồn về cho mê rồi đấy bởi một ứng dụng xem giá thôi anh chị nhé ứng dụng số 3 nó chính là ứng dụng về quy hoạch ngày hôm nay là số đó nhưng ngày mai nó lại là gì thu hồi thì sao nó mở đường vào 5 mét mặt thì sao có đúng không ạ thì cái tiền đấy đền bù là chúng ta sẽ bị lỗ rất nhiều và cái nữa là thay vì là các anh chị phải đến cơ quan nhà nước mình để ngồi để chờ đợi người ta check cho đúng không ạ nhưng thứ bảy chủ nhật như này thì làm sao người ta check được đấy thế thì kể cả là người ta check cho rồi nhưng mà mình vẫn phải mất phí đấy là người ta check cho nhé còn nhiều người ấy, là người ta sẽ làm gì mình đến nhưng người ta sẽ công việc bận đấy hoặc người ta đang tiếp khách người ta cũng chẳng tiếp cho mình người ta uống rượu say người ta cũng chẳng cứ trách cho mình nữa đúng không thế nên mình rất là phụ thuộc mà nếu họ có trách cho mình ấy, thì cũng phải mất tiền triệu anh chị ạ nếu có mối quan hệ tốt thì cũng phải là dăm trăm đúng không nào đấy thế nhưng mà bây giờ vấn đề là gì là mối quan hệ của mình chỉ là quen ở tỉnh này thôi chỉ ở huyện này thôi. Thế còn nếu như tôi mua ở trong miền Nam thì làm sao tôi có mối quan hệ quen được mà vẫn phải bay vào tận nơi để xem. Đúng không? Rất là bất cập cái điều đấy. Thế nên là kể cả là gì à, mình có mối quan hệ nhưng mà chết cũng phải mất tiền triệu rồi lại còn phải đi lại còn chờ đợi nữa, nhờ vả nữa, mất rất là nhiều thời gian và còn đắt nữa. Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta ngồi tại nhà lên ứng dụng quy hoạch mây map của Mayland ấy, chúng ta chỉ bỏ ra có 198.000 chiếc lẻ thôi anh chị ạ gọi cho là 200.000 đồng một lần, ngồi tại chỗ là nhấn máy một cái là sẽ biết luôn, chẳng cần phải nhờ vả ai hết. Đúng không ạ? Với chi phí là gì? Rẻ bằng một phần năm so với cái gì mà chúng ta vẫn đang phải đi thực tế. Vừa không phải lắng mưa, chả cần phải nhờ vả, mà chả cần phải đợi chờ ai. Chỉ có nhấn nút thôi, thì coi như là trong vài giây là nó sẽ có luôn bằng ngay. Đúng không ạ? Vậy thì 300.000 người này mỗi người chỉ cần check có một lần thôi. Nó đã có là 60 tỷ đổ dồn về cho Mayland rồi bởi một ứng dụng quy hoạch. Chúng ta thấy khủng khiếp không ạ? Rồi tiếp theo nữa, cái sản phẩm CAM, đây chính là cái sản phẩm mũi nhọn và tới chúng ta cũng sẽ mang ra ngoài thị trường để chinh phục bằng cái dịch vụ này. Đấy, anh chị hình dung rằng những người mà đang quản trị nhân sự, đấy, những người mà đang làm nghề của môi giới thì sau này là họ sẽ phải dùng cái dịch vụ này, bởi vì bản thân tôi là người làm trong ngành bất động sản thế nên là cái này tôi rất là hiểu về cái việc quản trị về cái nguồn hàng cũng như quản trị khách hàng đấy và quản trị được cả gì ạ cuộc hẹn nữa và quản trị cả nhân sự của mình nữa cả tiến độ về dự án nữa vậy cim nó chính là tổng hợp như vậy đấy ạ thì chúng ta hình dung rằng những cái anh mà đang làm nghề môi giới chuyên nghiệp đấy thì sau này chắc chắn họ phải dùng bởi vì sao bởi vì tôi lấy ví dụ như thế này ngày hôm nay chỉ cần có một khách người ta gửi cái ngôi nhà đấy thôi Vậy thì cái anh môi giới này về truyền thống Anh ấy sẽ phải bán Thế vậy thì bây giờ ví dụ như có 5 người người ta đến xem nhà Thế vậy thì người đến đầu tiên thì bảo Ui cái nhà này ok rồi Nhưng mỗi tội là tôi có bốn đứa con Mà có hai cái phòng ngủ này bé quá Thì tôi không mua Thế tóm lại là fail một người Đúng không ạ? Rồi tiếp tục đưa ông nữa đến Thì người ta bảo ô cái nhà này thì cũng ok đấy Nhưng mà bây giờ là gì ạ? Cái mặt tiền đó tôi cần là phải 10 mét Mới kinh doanh được Mới bày được hàng ra nhưng bây giờ chỉ có 6 mét thôi bé quá thôi anh thông cảm tôi đi tìm cái khác thế là lại fail một ông nữa đúng không đấy rồi đến người thứ ba chẳng hạn đưa vào ok cái nhà đây ok rồi đấy nhưng mỗi tội là gần trường học chẳng hạn đúng không thế cái chỗ này nhà tôi có mẹ già lắm thế nên, nên là chỗ này nó ồn lắm thì tôi phải đi tìm cái chỗ nó yên tĩnh thôi thế thì tôi cuối cùng là gì lại phêu lốt thế tóm lại là gì những người mà làm về truyền thống là họ đang rất là vất vả đưa đi đón lại mà tốn cả tiền cà phê tốn cả xăng dầu nữa nhưng rất khó chốt điêu đấy vậy thì nhiều người nhá cả tháng rồi mà đưa rất nhiều khách đi nhưng không bao giờ chốt được người nào hết thế vậy không chốt được người nào thì làm sao có tiền có đúng không ạ đó thế vậy thì đấy là khó khăn của những người làm môi giới truyền thống thế thì cim ra đời ấy, nó chính là một anh trợ lý ảo đấy đấy thế thì về thì giúp cho cái người môi giới để làm gì là sau này là từng người một người ta có từng khách một thì có nhu cầu mua đấy thì người ta chỉ cần là gì ạ à? ông môi giới này đưa lên cái dịch vụ này chỉ cần kéo một nút đề xuất thôi là đã khớp được nguồn hàng rồi đã biết được cái người hàng đấy ở đâu đấy thế nên là thành thử ra là khi CIM ra đời như thế này này là anh môi giới không bị mất việc mà chính anh môi giới này trở thành cái người chuyên nghiệp hơn là người làm việc là gì ạ uy tín hơn đấy và kiếm được nhiều tiền hơn đấy chứ anh môi giới không bị mất việc anh chị nhé đó. thế thì bây giờ cứ mỗi một người đến mà hỏi mua thì người ta lại đặt và người ta kéo người ta chốt điêu lại chốt được cứ đặt xong lại kéo lại chốt điêu được thì cứ khớp rồi khớp rồi xong quay lại lại check lại xem giá lại xem sổ đó đúng không ạ thì cứ mỗi một người như thế là trước khi chốt được người ta phải xem rất nhiều các cái dịch vụ thì cái nguồn tiền như này nó lại đổ về cho chúng ta đây này đấy đúng không nào đấy thế thì bây giờ là gì là một ông môi giới truyền thống nhé nếu như mà cả tháng rồi mà ông ấy đưa rất nhiều người đi nhưng không chốt được lô nào có nghĩa rằng không có đồng tiền nào vậy thì ngày hôm nay ông ấy nhờ cái dịch vụ cam như thế này mà bây giờ ông ấy cứ đặt nhu cầu ông ấy lại khớp được luôn đặt cái nhu cầu lại khớp được luôn vậy thì bây giờ ấy, là ông có thể một tháng ông bán được 10 lô thậm chí có người bán được hai chục lô thậm chí còn nhiều hơn nữa anh chị ạ mỗi một lô chỉ cần lãi được 10 triệu thôi anh chị đã thấy được hàng hàng trăm triệu đốt túi chưa nhưng mà để mà có trăm triệu đốt túi thay vì không có một đồng nào mà vất vả thì đương nhiên ý, là cái này anh phải dùng cái sản phẩm cm của chúng tôi đúng không ạ chứ không phải là tự nhiên là tiền trên trời nó rơi vào túi cho ông được đấy vậy thì bây giờ ông đang không có một đồng nào mà đến bây giờ là nhờ sản phẩm này mà ông đã có là gì hàng trăm triệu tiền công rồi thế vậy thì bây giờ là gì Menen chỉ thu có một triệu thôi còn 99 triệu là ông mang về đưa cho vợ đúng không Đấy, như thế bất cứ ông nào cũng đều phải dùng hết ông không dùng sau này ông còn không biết đâu là nguồn hàng vợ chẳng biết đâu là khách hàng đúng không ạ và sau này ông dùng dịch vụ này là ông phải là người chân thành ông phải là người thật chứ còn thì nếu như mà ông mà không thật thì ông là môi giới mà ông giả vờ ông là chủ nhà nó lòi ra ngay đấy ao ra luôn đánh giá điểm uy tín luôn lập tức đấy thế thì ở đây mới nên mình không phải là chỉ có bốn ứng dụng như thế này Đấy, mà ở đây chúng ta có tận là 26 cái ứng dụng cơ. Thế vậy thì bốn cái ứng dụng như này, tôi hạch toán tạm ra đây anh chị ạ. Đây là chúng ta đang thu tiền né trên một người, trên một lần. Nhưng cái dòng tiền chúng ta thu về đây này đã có hàng vài trăm tỷ rồi. Hạch toán như ở đây có tầm khoảng trên 400 tỷ nó đổ dồn về cho mây đen đấy anh chị ạ. Thế thì vậy thì đây mới chỉ là bốn ứng dụng thôi. Nếu như chúng ta sâu cả 22 ứng dụng nữa vào đây thì anh chị thấy cái con số này nó tăng lên rất nhiều chứ không phải 400 tỷ nữa. Đúng không ạ? Mà đây nó chỉ là một ông môi giới này thôi, mà ông mới chỉ là gì dùng có một lần thôi trên một người thôi, đã là tân đây tiền rồi. Anh chị hình dung như nào? Nếu như vẫn là người này nhưng không phải một lần, mà người ta bán đắt hàng, người ta check năm lần một ngày, người ta check 10 lần 10 lần một ngày thì sao? Thì vậy thì cũng góp là gì ạ? 10 lần tiền như này nó sẽ đổ về cho mây em đấy anh chị ạ. Thế vậy thì anh chị thấy cái nguồn tiền về nó có khủng khiếp không ạ? Và chưa dừng lại ở đấy. Đây mới chỉ là cái bài môi giới thôi. Một đối tượng là môi giới tôi gạch chân thôi. Anh chị hình dung rằng còn chủ đầu tư cũng doi vào đây. Chủ sàn cũng giả tiền vào đây. Người dân, ngân hàng, luật sư, công chứng, rồi là gì ạ? À? à, những người chạy quảng cáo, cơ quan chức năng của nhà nước vân vân, tất cả đều dùng và giả tiền cho cái dịch vụ này. Thì anh chị thấy nó có khủng không ạ? À? Và đã như vậy rồi, nhưng và không những là gì ạ? À? Những đối tượng này ở Việt Nam mà là gì ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ và ở trên toàn thế giới nữa. Mà anh chị hình dung rằng Việt Nam mình là hay ngược thời gian với với nước ngoài đúng không ạ? À? Vậy thì Việt Nam mình là ban ngày thì là bên đấy lại là ban đêm nhưng bên đấy là ban đêm thì mình bên này là ban ngày vậy thì cứ thức thì họ lại là dùng và giả tiền cho cái dịch vụ này bởi vì người ta còn sống thì người ta còn nhu cầu không nhu cầu lọ thì nhu cầu kia đó nên là những cái thứ nó liên quan đến gắn liền với cái mặt đất như này người ta đều gọi là của gắn liền với bất động sản đấy ạ đấy người ta còn phải giao dịch đó thế thì bây giờ chúng ta hình dung rằng Việt Nam mình là ban ngày thì dùng và giá tiền cho cái hệ sinh thái như thế này đấy và khi mình đi ngủ thì họ lại là ban đêm vậy thì ban đêm họ lại dùng nhưng khi mà mình đi ban đêm thì họ lại ban ngày có nghĩa rằng là gì cứ 24 trên 24 tiền nó đổ về đây, tiền tiền nó đổ về Meta vậy thì Meta nó chính là một cái rốn tiền nó không khác gì một cái cây ATM nó tự sinh ra tiền anh chị hình dung không ạ tức là 24 trên 24 tiền nó đổ về đấy tức là tiền nó về ngay từ lúc mà chúng ta vẫn còn đang ngủ nữa cơ đấy thế vấn đề là ngày hôm nay Đấy, vấn đề ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là tương lai của nen nó quá nhiều tiền như vậy. Vậy thì bây giờ cái lượng tiền nó đổ về như thế này thì tiền nó về thì đương nhiên là là ông chủ của nó phải sở hữu. Vậy ông chủ của nó là ai? Ông chủ của nó là ngày là những người mà ngày hôm nay bỏ tiền ra để mà xây dựng cái doanh nghiệp này. Ông chủ đấy là cái người bỏ công ra để phát triển cái doanh nghiệp này, ông chủ đấy là những cái người bỏ trí tuệ ra để xây dựng, bỏ hành năng pháp lý, bỏ dữ liệu là tất cả những cái thứ ở trong này. Vậy thì chúng ta hình dung rằng Đấy, hình dung rằng mình đã là một trong số những tiêu chí của ông chủ này chưa đúng không ạ mình đã có mình có phải là tiến sĩ thạc sĩ ở đây không mình có phải là đảng là cơ quan nhà nước không nếu như không phải thì mình đang ở cái vị trí cộng đồng vậy trong cộng đồng mình đã bỏ tiền vào đây chưa đúng không ạ nếu như mà mình chưa bỏ tiền thì vậy mình bỏ công vào đây chưa nếu như mình chưa bỏ tiền vào xây dựng chúng ta chưa bỏ công để phát triển nó để sở hữu cổ phần thế thì thử hỏi rằng mình có phải là ông chủ của nó không thì trả lời là không bao giờ và đã là không có phải ông chủ của nó rồi thì dòng tiền có về nhiều thế hay nhiều nữa thì cũng ta cũng không được chia đâu anh chị ạ nhé đó thế thì tôi vừa mới chia sẻ sơ bộ với anh chị để anh chị hình dung được là mây là gì à em xin được lốt lại à Menen nó chính là một tập đoàn về công nghệ nó giống như zalo facebook đấy ạ đúng không nào rồi, nó đang làm cái gì? Nó đang làm ra cả một cái hệ sinh thái số. Nó đang gồm 26 cái dịch vụ. Để sau này này, toàn bộ các cái giao dịch này về nhà, về đất, về bất động sản ở Việt Nam và thế giới đều dùng vào giá tiền cho nó. Đều thông qua một cái chữ mở hết. Được không nào? Trên online hết. Được thế vậy thì có đúng theo pháp luật không? đây là nen này làm theo đúng đường nối chính sách của Đảng và nhà nước mình các cơ quan chức năng sau này là các dữ liệu của cơ quan này và dữ liệu của nen mình là một bởi vì bây giờ cơ quan của nhà nước mình là đưa chia sẻ toàn bộ dữ liệu cho nen. nó chỉ tiện cho người dùng mình không phải đi lại mất thời gian và chờ đợi mà chỉ trên online thôi còn dữ liệu nó giống nhau có được không nào đó Vậy thì cái ý tiếp theo nữa là mây là có tiền không Thế thì trả lời các anh chị đây dòng tiền đây nó khủng như thế này đây chúng ta không đếm được đâu ạ à? không đếm được số không đâu nhiều lắm Đấy, thế thì đấy là chúng ta vừa à, nhìn thấy rất rõ về cái phần 1 nó chính là à, giới thiệu về sơ qua về men và tiềm năng của nó. Thì để minh chứng cho anh chị nhìn thấy những gì mà tôi nói đấy về đảng chính phủ và tiềm năng nó như thế nào thì sau đây là cũng mời các anh chị là chúng ta nhìn thấy đó và đây nhìn thực tế luôn đây hệ sinh thái là 26 sản phẩm nó nằm ở đây đấy vậy thì các cái sản phẩm như sau đấy đây chúng ta muốn bán nhà hoặc muốn tìm nhà thì nên mấy nền. Được không ạ? Tìm được rồi thì bây giờ muốn check giá thì chúng ta vào vào cái này. Chúng ta muốn xem nhà thì vào đây. Muốn xem sổ đỏ pháp lý thì chúng ta vào đây. Công chứng vào đây. Muốn xem nằm trong quy hoạch hay không thì cũng vào đây. Được không ạ? Muốn quản trị nhân sự rồi tiến độ hàng của mình như thế nào thì vào cái này. Đấy. Còn thì chủ đầu tư rồi sau này ấy là không đưa xuống sàn bán đâu. Mà sẽ vào cái product này. Đấy. Và chúng ta có nguyên cả một cái kênh TV để làm gì ạ? À để nói cho chúng ta biết về là cái thông tin về bất động sản. Đấy, rồi là có những cái dịch vụ mà chúng ta hình dung rằng à bây giờ đang nói là cái sản phẩm nó hiện đại như thế này. Thế chúng tôi là những cái người già rồi, cao tuổi rồi, chúng tôi không biết bấm bằng tay, chúng tôi cũng không biết làm cái gì cả. Thế vậy thì bây giờ thì chúng tôi làm thế nào để tôi bán được nhà trên cái nền tảng này? Thì xin thưa các anh chị là chúng ta nếu không bấm được bằng tay thì chúng ta sẽ nói bằng cái giọng nói thì vì cái dịch vụ này chúng ta sẽ ra đời nó rất hiện đại nhưng nó lại là dễ dùng và ai cũng có thể dùng được đấy nó giống như zalo ấy mình có hiểu gì về zalo đâu nhưng mà ai cũng đều có thể bấm và gọi được đấy đúng không nào rồi ok rồi cái nữa chúng ta có mây ẹc là nền tảng chạy quảng cáo trên google ẹc anh chị nhé trên google đấy ạ đấy và có cả mây edu nữa thì tới này chúng ta sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ cho những người làm nghề môi giới đấy rồi cuối cùng ấy là vân vân chúng ta sẽ là gì trở thành một mây banh có nghĩa rằng là một ngân hàng số chuyên biệt cho toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản. Thì đây nó chính là, đây này, mỗi một cộng đồng của người Việt Nam mình, của người dân, chúng ta chỉ cần đăng nhập có một lần duy nhất thôi. Đây chính là mây ID đấy ạ, là mã định, là cái định danh của mình ở đây. Chỉ đăng nhập có một lần bằng số điện thoại thông tin cá nhân của mình thôi. Đấy, là mình hoàn toàn có thể là mình hoàn toàn là liên kết với à, mình được dùng liên thông 26 cái dịch vụ như thế này anh chị nhé và cái bài toán này của chúng ta nó chính là gì à chúng ta hoàn thiện nó và chúng ta sẽ dần nhân bản sang nước ngoài những cái mà bôi màu như thế này là cái là gì chúng ta đã xong cái nền tảng và chúng ta đã đưa ra ngoài thị trường rồi đấy và lượng người dùng rất lớn và ra dịch vụ là là cả cộng đồng của chúng ta là mong muốn đều háo hức để chờ đợi và lượng người dùng rất là nhiều lượng người tăng lên rất nhiều cả nhà mình nhé đó còn những cái màu trắng như thế này là chúng ta đã làm gì à đang xây dựng đấy, và chuẩn bị cho ra mắt thì đây nó chính là một cái hệ sinh thái là một cái nền tảng là đầy đủ nhất đấy từ trước đến nay để giải quyết từ A đến Z cho vấn đề về bất động sản thì nhiều người đã nói rồi ui thì cái nền tảng này nó nhiều lắm à, đúng không trên xã hội nó nhiều lắm thì trả lời các anh chị luôn ấy, là cái cả một cái hệ sinh thái để giải quyết từ đầu đến cuối như thế này là chưa có đúng không ạ mà họ chỉ có một trong số những cái sản phẩm đơn lẻ thôi Đấy, thế thì ở đây là mây mình là đơn vị đi đầu tiên, đi tiên phong trong cái việc là giải quyết toàn bộ trong cái nhu cầu cái 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 thị trường của bất động sản. Đấy và đây là một cái bài toán tổng hợp giải quyết từ A đến Z. Đó, anh chị nhé và đây chính là cái điểm khác biệt giữa mây nen và bất cứ một cái nền tảng nào có mặt ở trên Việt Nam và thế giới bây giờ đó khẳng định luôn là chưa có một cái nền tảng nào như thế đấy mây nen chúng ta là đi đầu đi tiên phong đó anh chị nhá Đấy, đầu tiên là giải quyết cái bài toán của bất động sản Việt Nam sau đó chúng ta sẽ nhân bản sang thế giới đó, ok rồi. và đây à, đây là những cái thành tựu ạ à, chúng ta mới ra đời được 4 năm nhưng đã nằm ở trong top 10 nhà cung ứng dịch vụ tốt nhất của năm 21 22 rồi tiếp tục ạ mình à, đây là gì ạ à, giải thưởng doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc của Việt Nam năm 21 22 và cả 23 nữa đây là do bộ thông tin và truyền thông số của Việt Nam mình tổ chức rồi tiếp tục à, mây nên mình Đấy là được là gì à nhận giải sao quê. Đấy, đây là cái giải cao quý nhất, giá trị nhất trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin của Việt Nam. Cái anh đang mặc cái áo đen đây này, này, anh gì này, đây chính là gì ạ? Là anh Nguyễn Huy Dũng là thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đấy ạ, trao bằng và cúp cho chúng ta. Đấy và mới ngày 22 tháng 9 vừa rồi thì là Mainen của mình nằm ở trong top 10 doanh nghiệp công nghệ xuất sắc của Việt Nam năm 2023 do hiệp hội phần mềm và công nghệ thông tin của Việt Nam mình tổ chức. Rồi tiếp tục ạ, à, ngày 28 tháng 9 vừa rồi thì Mainen mình là đạt cái danh hiệu uh, được, được ghi trong bảng vàng luôn. Đó, nó chính là doanh nghiệp là sáng tạo đúng không ạ? Do Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam mình tổ chức. Đó, và nên mình nằm ở trong top công nghiệp 4.0 Việt Nam mình của năm 2023 do liên hiệp của ba bộ khoa học tổ chức, nó chính là bộ khoa học và công nghệ, bộ công thương và bộ thông tin và truyền thông tổ chức. Đây này cái bác mặc áo đen mà nùn bên này này, nó chính là bác Nguyễn Đức Hải đấy ạ, à, là phó chủ tịch quốc hội của chúng ta đấy, còn bác cao cao đeo kính ở bên này chính là bác Hoàng Minh Sơn, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đấy ạ, à, trao bằng và trao cúp cho chúng ta đấy anh chị nhé. Đó, ok. Rồi, chúng ta chuyển sang tiếp theo ạ. Rồi, và mây mình là được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đó, với cái thành tựu này thì mây mình là 4 năm liền được nhà nước mình miễn thuế hoàn toàn và 9 năm tiếp theo chỉ phải đóng có 50% thuế thôi anh chị ạ. Đó. Rồi tiếp tục ạ. Báo chí nói về mây mình trên 100 đầu báo chính thống nói về mây Và mây end không chi một nào cho cái việc báo chí như thế. Được không nào? OK và mainnet xuất hiện trên các kênh truyền hình từ kênh Quốc hội, VOV Giao thông, VTV, VTC, Công an Nhân dân, vân vân đều có hết. Đó, rồi tiếp tục, rồi à, vừa rồi là chúng ta ngày 9 tháng 1 năm 23, mình đã ký với một đơn vị, nó chính là là G -Mobi đấy ạ đây chính là công ty cổ phần của nhà nước mình thuộc bộ công an những cái thông tin bí mật của nhà nước mình bây giờ đã sẻ chia cho chúng ta rồi đấy thì anh chị hình dung rằng những cái bí mật của nhà nước mình những cái thông tin bảo mật mà bây giờ cũng đã chia sẻ cho chúng ta và sắp tới là mây chúng ta sẽ làm cái bản đồ số đấy thì cái này là gì <laughs> sau này là bất cứ ai mà đi cái giao thông của việt nam mình không sử dụng google giống như bây giờ nữa mà người ta sẽ sử dụng cái dịch vụ của mây cái bản đồ của mây đấy và làm ra bản đồ số nó chính là cái định hướng nó chính là kế hoạch của nhà nước mình làm chính vì vậy mà ở à, đây là gì công ty cổ phần của nhà nước mình thuộc bộ công an quản lý đang bàn giao dữ liệu cho mây nói như vậy để anh chị hình dung rằng dữ liệu của mây nen của chúng ta là dữ liệu của nhà nước là dữ liệu cực kỳ chuẩn có được không ạ rồi tiếp tục chúng ta sẽ ký với GPay để sau này chúng ta sẽ giao dịch đồng tiền số chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta đã đưa Việt Nam này mang tiền Việt Nam lên để giao dịch xong là Mỹ thì mang tiền của Mỹ sang đây giao dịch cái đấy là không phải, được không nào? Ok. Ừ. Rồi, nào, tiếp tục ạ. À, vừa rồi chúng ta ký với Việt Tin Banh AMC. Đấy, chúng ta ký đây là ngân hàng anh chị ạ. Đấy, thì chúng ta ký với Việt Tin Banh AMC cái này này, nó không phải là mình ký ngân hàng để mình vay tiền mà ngân hàng này trở thành đối tác trở thành người sử dụng dịch vụ của máy nền mình anh chị hình dung rằng đấy là ví dụ như anh chị đang có sổ đỏ mà anh chị mang cái sổ đấy muốn đến ngân hàng để thế chấp để vay tiền đúng không ạ à? Thì vậy bên ngân hàng nó phải có bên số 3 là phải bên làm gì ạ là à, à, người ta phải đến nhà cái chỗ đất của nhà mình ấy để xem xem là cái sổ đấy là có cắm ngân hàng chưa mình có lợi xấu không đấy vân vân có dính quy hoạch hay không đúng không ạ thế thì tới này là cái bộ phận đấy không cần phải đến nhà mình nữa mà ngân hàng chỉ cần ngồi tại chỗ thôi lên ứng dụng của mainland thôi check là sẽ biết luôn vào ngay anh chị ạ và sau khi chúng ta ký với ngân hàng việt tin banh rồi thì một loạt các ngân hàng là ngân hàng nông nghiệp ngân hàng bidv ngân hàng hd banh việt công banh vân vân và các công ty thẩm định giá là gì ạ à, của cho ngân hàng đấy ạ là họ cũng tìm đến và hợp tác với chúng ta và google cũng tìm đến để hợp tác với chúng ta anh chị nhé ok nói về là gì làm theo đường lối chính sách của đảng thế vậy thì bây giờ như thế nào đây chính phủ đồng hành cùng với cái doanh nghiệp của việt nam mình dịch vụ của chúng ta sau này hoàn thiện xong chỉ một click chuột thôi là đã có thể kết nối được cung cầu rồi và đấy chính là sứ mệnh của chúng ta cần phải làm đó và mình sẽ làm theo đúng định hướng về cái việc chuyển đổi số của quốc gia nó chính là gì ạ? À nó thèm theo đúng cái nghị quyết Trung ương Đảng 8 đây này, nghị quyết 52 của Trung ương Đảng trong cái việc chuyển đổi số. Tiếp tục ạ, mình làm theo đúng cái nghị định 749 của Thủ tướng Chính phủ trong cái việc là chuyển đổi số quốc gia. Mình làm theo đúng cái nghị quyết là 942 của Thủ tướng Chính phủ phủ trong cái việc là gì chiến lược là phát triển là chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và tiếp tục nữa mình làm theo cái nghị định 411 của thủ tướng chính phủ trong cái việc là phát triển nền kinh tế số và xã hội số anh chị nhé mỗi một hướng mỗi một cái làm của mấy mình, mình tất cả chúng ta đều phải dựa vào đảng và nhà nước chúng ta đều phải làm theo đúng pháp luật hết đó ok ạ từng nô đất từng sổ đỏ một của người dân của chúng ta là đang nằm ở trong viện quy hoạch đô thị và nông thôn. Vậy thì ngày 13 tháng 12 năm 21 thì chính cái nơi này đã bàn giao toàn bộ các cái dữ liệu này cho chủ tịch tập đoàn của chúng ta. Đó, thế nên tại sao mà đang nói là dữ liệu của Maynen và dữ liệu của nhà nước mình là một nó là như thế, đúng không nào? Rồi là Maynen mình tham gia vào các cái diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số của quốc gia mình do ban kinh tế trung ương tổ chức đây ạ. Rồi tiếp tục ạ. Rồi đây ạ tham gia bên bộ xây dựng nữa đây, đây hiệp hội bất động sản còn ngồi đây mà nghe đúng không? Menen của mình đây, đấy mình còn đưa ra những, những giải pháp để khó khăn, để tháo gỡ cho cái 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 phục hồi cái thị trường bất động sản và sau này chúng ta dùng xong rồi thì là chúng ta sẽ thay đổi toàn diện cái phương thức giao dịch của cái ngành bất động sản đấy ạ. Rồi tiếp theo ạ, à, doanh nghiệp của mình sẽ là doanh nghiệp là có một cái hệ thống quản lý chuẩn nhưng không phải là chuẩn Việt Nam mà nó là chuẩn theo quốc tế. Thì anh chị hình dung được chuẩn việt nam đã đành rồi nhưng chuẩn theo à, gì ạ à, nước à, nhật bản là chuẩn theo nước mỹ là chuẩn theo các nước châu âu nó cực kỳ khó bởi vì xác định chúng ta đã định làm để chúng ta làm lớn làm để thành công làm để chúng ta nhân bản sang nước ngoài thế nên là tất cả mọi cái chúng ta đều phải là chuẩn trước đúng không ạ ok đấy là chúng ta đã biết ai là đơn vị chuẩn quốc tế ok rồi tiếp tục ạ À, mình ký với amazon đấy thì chúng ta hình dung rằng cái nền tảng của amazon thì nó là quá lớn rồi thì sau này khi nền tảng của mình hoàn thiện xong anh chị ạ có thể rằng là 6 tỷ người truy cập và không nghẽn mạng đâu anh chị nhé đó. và mình ký với một ông nữa đó chính là ông PwC đấy đây là một trong bốn cái ông mà lớn nhất trên thế giới ông vừa kiểm toán độc lập cho mình nhưng mà ông lại còn là gì à giúp cho mình về các cái mục tiêu về chiến lược về mô hình kinh doanh về tầm nhìn dài hạn về ABC đúng không và kế hoạch IPO 6 bước là chúng ta sẽ IBO đấy thế thì ở đây là gì à chúng ta đang đi hợp tác với những cái ông lớn nhất nhỉ trên thế giới đúng không nào À, tiếp tục ạ. Chúng ta ký với ông Richard Chatmore là định vị thương hiệu. Để làm gì? Để sau này hãy định vị trong đầu của người dùng. Ông muốn bán, muốn mua, muốn tra cứu thông tin cứ liên quan đến nhà, đến đất, đến bất động sản là ông sẽ nhớ ngày đến mây nè. Nó không khác gì chị em mình ấy ạ. Bây giờ nếu đang giặt quần áo mà hết bột giặt nhớ ừ. ngay trong đầu là ô mô. Đúng không ạ? Nếu như trẻ con mà muốn mua nước uống chẳng hạn nó nhớ ngay là mua đến coca. Đấy kiểu nó như thế ạ. Đấy. thế thì cái này của chúng ta là sau này nếu cứ nhà đất thì nó sẽ gặp vào trong đầu đó chính là may ờ. thì uh, may mình, mình là xây dựng và chúng ta sẽ đi theo cái 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 lộ trình vốn thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng vốn cộng đồng sau đó là chúng ta sẽ dùng vốn quỹ anh chị nhé và chúng ta đã ký với quỹ rồi chúng ta đã ký rồi đây ạ. chúng ta đã ký với quỹ rồi quỹ là tên là Alamat. đây là quỹ đầu tư toàn cầu quỹ đầu tư toàn cầu và ở đây là ngày mùng 10 tháng 8 là chúng ta đã ký xong. Và bây giờ chỉ bên mình và bên quỹ là hoàn tất lốt cái thủ tục còn lại thôi là quỹ rót tiền vào. Xin thưa các anh chị là quỹ ở bên Alamat này họ sốt ruột lắm. Họ còn máu hơn cả mình nữa cơ. Đúng không nè? Người ta đầu tư vào đây hàng nghìn tỷ, hàng bao nhiêu nghìn tỷ nữa. Và một số các ngân hàng, rất nhiều các ngân hàng nữa họ đang chờ sẵn để gọi như là muốn mua cổ phần của mây và rất rất nhiều quỹ nữa là bây giờ là đang chờ ngóng để được mua mây của mình. Thế vậy thì chúng ta hình dung rằng bây giờ mây nên mình nó như là một cái mỏ vàng đã lộ thiên rồi, đúng không ạ? À? Đấy, các quỹ là bây giờ là gì ạ? À họ đang mong ngóng, họ đang đang được muốn sở hữu cái cổ phần này của mình. Đấy. Ok. À, sau khi mình ký xong một loạt các cái báo là gì ạ à, báo của Việt Nam và báo của thế giới đã đưa tin thì trước khi kết thúc vào cái phần hình ảnh này thì tôi xem cho anh chị xem về lịch sử cổ phần của một số cái tập đoàn về công nghệ nhé à, anh chị nhìn trên màn hình thêm ạ Zano Google Facebook đúng không ạ quả táo Amazon Microsoft nó chính là cái mà máy tính đang dùng đây này đó thì tất cả những cái ông này này à, chúng ta nhìn có quen không ạ rất quen tôi đoán rằng trên máy của anh chị ai cũng đều có zalo có google có facebook cả đúng không ạ thế nhưng mà mình đang là người khách hàng dùng cái dịch vụ đấy chứ còn mình có được lắm giữ cổ phần của nó đâu thế vậy thì chúng ta hình dung rằng các cái ông này này là đều là những ông làm về công nghệ và ông đấy đều là những tỷ phú của trên thế giới lý do tại sao bởi vì họ đang làm ra cái dịch vụ mà dịch vụ này họ đang nhân bản sang nhiều nước và nhiều nước nhiều người dân người ta dùng dùng giả tiền thì đương nhiên là gì dòng tiền nó về và giá trị vốn hóa nó sẽ tăng và đấy là lý do tại sao mà người ta trở thành người giàu có nó là như thế anh chị nhé đấy thế còn thì trong cái <laughs> tất cả ở đây chúng ta nhìn thấy này họ đều có thời gian ra đời họ đều có cái năm để hoàn thiện và số năm hoàn thiện đây này đấy và khi hoàn thiện xong thì tốc độ nó tăng trưởng như thế này đây tôi lấy ví dụ đúng không ạ ra đời năm 12 thì năm 2019 mới thành công Vậy thì họ phải mất 7 năm ra đời làm việc và gọi vốn đúng không ạ? Vậy thì sau cái 7 năm này thì đương nhiên là gì? À khi họ hoàn thiện xong thì họ đưa lên sàn thì cái tốc độ tăng trưởng của nó là 1021%. Anh chị thấy có khủng khiếp không ạ? Đó, Google thì là gì mất 8 năm gọi vốn và hoàn thiện nó và khi hoàn thiện xong thì tốc độ tăng trưởng là 667%. Còn Facebook ấy thì mất 6 năm là ra đời để gọi vốn. Thì khi hoàn thiện xong ấy thì tốc độ tăng trưởng là 1.882%. Đó. Thế thì Amazon cũng thế. Amazon bây giờ là chỉ 3 năm thôi để gọi vốn và hoàn thiện. Đó, vậy thì tốc độ tăng trưởng là 18.889%. Anh chị thấy rằng mình kinh doanh từ trước đến nay có bao giờ chúng ta nãi được đến hàng trăm phần trăm như thế này không? Có bao giờ mình nãi được mấy trăm phần trăm? Có bao giờ lãi được hàng hàng bao nhiêu chục nghìn phần trăm như thế này hay không ạ? Không bao giờ có, đấy là kinh doanh truyền thống. Đấy, đấy chính là cái phần hạn chế của chúng ta. Đấy là cái số tiền lẻ chúng ta đang kiếm được. Thế vậy thì ở công nghệ ở đây nó không phải là tăng trưởng gấp đôi, gấp ba đâu. Mà công nghệ nó tăng trưởng vài trăm phần trăm, nó tăng trưởng vài nghìn phần trăm. Đây này, người ta còn tăng trưởng 18.889% cơ. Tại sao tôi lại bôi đậm như thế này? Thì xin thưa cả nhà mình luôn. Amazon chính là một trong số năm cái hệ sinh thái công nghệ mà chúng ta đang kết nối đấy ạ. Đấy ạ, Chúng ta thấy là ông Amazon, ông Facebook, ông Google, ông lớn, lớn thì rất lớn, chuẩn luôn. Chúng ta đang là người hợp tác với họ. Đấy ạ, à, anh chị nhé. Lên tảng Amazon, chúng ta đang hợp tác. Facebook đây này, là tới này là công nghệ thực tế ảo chúng ta sử dụng của Facebook đấy, anh chị ạ. À. Ok, thế thì cái này nó chính là gì ạ? à, main end của chúng ta cũng giống như thế này thôi anh chị ơi cũng giống như thế này thôi những cái thứ này nó qua hết rồi anh chị không có cơ hội để mà lắm giữ cổ phần của nó thế người ta giàu chỉ biết là người ta giàu mình ngồi mình ngưỡng mộ thôi mỗi một bước chân của họ không biết là người ta có bao nhiêu tiền đấy thế nhưng mỗi bước chân của mình mình cứ đếm xem có bao nhiêu tiền đâu ok thế vậy thì ở đây là một cái bài toán là gì là chúng ta bây giờ chỉ biết rằng là họ đã thành công rồi và họ đã giàu rồi nhưng bản thân mình không có cơ hội để lắm giữ cổ phần của nó đó. và những cái người mà được lắm giữ cổ phần này, bây giờ họ cũng đều giàu lây anh chị ạ và đấy là đều là những người ở đất nước của họ thôi đấy tại sao đất nước, nước mỹ nó giàu bởi vì là nhiều cái dịch vụ này ra đời từ mỹ đấy thì ở việt nam mình có cái nền tảng nào chưa thì trả lời là chưa có đúng không ạ thử hỏi rằng bây giờ thì ở ở trên thế giới xem có cái nền tảng nào của việt nam mình ra để mà thu tiền không thế giới phải giả tiền để mang về việt nam mình không thì trả lời không bao giờ có nhưng thử hỏi trên điện thoại của anh chị có những ứng dụng này không anh chị có chạy quảng cáo có giả tiền không thì trả lời là có không những là anh chị đâu mà có rất nhiều những người khác người ta đều phải giả tiền như thế đấy anh chị ạ đấy và nhiều quốc gia cũng như thế thì đấy là lý do tại sao họ giàu và ngày hôm nay chúng ta phải cùng nhau hợp lực lại chính phủ mình nhìn thấy chỉ có công nghệ thôi chúng ta mới có thể được thay đổi được cuộc sống chỉ có công nghệ thôi chúng ta mới có thể nhân bản được chúng ta mới bắt nhịp được làm châu và chúng ta mới bứt phá lên được đấy thế vậy thì bây giờ cũng, chúng ta cùng nhau làm gì ạ <laughs> hợp lực lại đúng không ạ dữ liệu thì sẻ chia đấy nhân tài thì hợp lại và chúng ta làm lên một mây len một thương hiệu của Việt Nam mình và chúng ta sẽ mang đi để nhân bản sang toàn cầu để sau này là gì ạ doanh nghiệp thành công thì chính chúng ta cũng sẽ là những người thành công từng người giàu một thì đương nhiên là gì ạ sau này nhiều gia đình giàu mà nhiều gia đình giàu thì quốc gia của chúng ta cũng sẽ phồn vinh thôi được không ạ ờ, ok ạ à, thế thì bây giờ là chuyển sang phần số 2 đấy thì cái phần số 1 đi qua rồi Anh chị cảm thấy rằng là Ôi xong nó thực tế à, Anh chị cảm thấy tâm đắc Thì anh chị có thể là gửi trái tim Hoặc là bông hoa Hoặc là comment ở trên ô cửa sạch chat Để tôi được à, à, nhìn thấy đồng thuận của anh chị nhé à, Ok mọi cái đã rõ ràng rồi Thì bây giờ chúng ta sang phần số 2 Là cái phần là gì À chúng ta đầu tư đúng không ạ Đầu tư có nghĩa rằng ở đây Là anh chị được bỏ tiền vào Để sở hữu mua mây Mây chính là cái giá trị của doanh nghiệp sau này doanh nghiệp thành công gọi là cổ phần Đó. Đó. ok gọi là mình mua cổ phần sớm đi ạ thì đồng tiền mình đầu tư vào đây thì sau này doanh nghiệp thành công thì tiền của mình nó sẽ tăng trưởng thì đây chính là tăng gốc và hơn nữa không những tăng gốc chúng ta còn có cổ tức nữa có nghĩa rằng người dùng giả tiền vào thì đương nhiên tiền nó đổ về đây và chúng ta được chia thì cái đấy là cổ tức và đây chính là bí quyết của các tỷ phú trên thế giới tại sao là họ là gì ạ à, tại sao này họ cứ vác vali họ đi chơi suốt ngày đúng không mà vẫn cứ có tiền mà tại sao mà mình cứ vất vả làm suốt ngày quanh năm mà chúng ta vẫn chưa có bởi vì chúng ta đang đi làm để kiếm tiền nhưng ở đây của họ là gì họ đầu tư để bắt tiền phải đẻ ra tiền đúng không đây chính là ngôn ngữ thứ hai của những tỷ phú trên thế giới có nghĩa rằng bắt tiền làm việc cho mình tiền phải đẻ ra tiền để tăng gốc ngoài ra còn được cổ tức nữa nó không khác gì là ngày hôm nay chúng ta mua một con gà con nhưng cái con gà con này nó là con gà mái, nó mới biết đẻ, đúng không ạ? Thì con gà con này chúng ta mua cái giá nó rất là rẻ, đúng không ạ? Thì sau khi mà nó lớn rồi thì chính cái con gà đấy nó trở thành con gà to. Đấy, thì chính con gà đấy thì thịt nó nhiều đấy, nó tăng thịt lên, tăng cân lên đấy ạ. Đúng không ạ? Còn cổ tích ở đây nó giống như là gì? Là nó đẻ trứng hàng ngày để chúng ta mang trứng về ăn đấy. Con gà thì vẫn còn, thế nhưng mà làm gì? Nó có trứng. Thế tóm lại là ngày hôm nay chúng ta hình dung là bỏ tiền vào sở hữu cổ phần của doanh nghiệp nó giống như mình mua một cái con gà con nhưng nó là gà mái, đúng không ạ? À? Gà nó to ra, đấy nó được thịt nhiều, nhưng mà nó lại ra gì? À nó tăng cân lên rồi đúng không? Nhưng mà nó còn đẻ trứng cho mình ăn nữa, đúng không? Ok. Nhá. Thế thì ở đây là bài toán này mainen là gì ạ? À? Chúng ta nhìn thấy có một cái nguồn tiền vô cùng lớn từ thế giới đổ vào đây. Vậy thì bây giờ chúng ta không phải ngồi nhìn để tiền nó đổ về mà ngày hôm nay bắt buộc chúng ta phải làm, đúng không ạ? À? Ok. Thì cái này đây. À, chủ tịch tập đoàn của chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng trên 10 năm rồi anh chị ạ Và xác định là doanh nghiệp thành công mới đi khởi nghiệp Chứ không phải là doanh nghiệp cứ khởi nghiệp đi rồi đi đâu cũng không biết nữa Bao nhiêu năm rồi doanh nghiệp nó sập nó chết Cái đấy là không phải đúng không ạ Mình chuẩn bị kỹ càng dàn ý rồi Và xác định là chúng ta thành công mới cho đi khởi nghiệp Vậy từ lúc khởi nghiệp cho đến thành công như thế này này Chúng ta có một cái lộ trình là 5 năm chúng ta sẽ phải chinh phục một mục tiêu có nghĩa rằng từ lúc ra đời đến 5 năm là chúng ta sẽ phải làm gì ạ? À? Chinh phục được thị trường bất động sản Việt Nam mình và châu Á. Vậy dòng tiền từ bất động sản Việt Nam và châu Á sẽ phải đổ dồn về cho cái doanh nghiệp này. Đấy là 5 năm lần thứ nhất. Còn 5 năm lần số 2 là mình sẽ phải là nhân bản cái dịch vụ này mang sang toàn cầu. Đấy. Và toàn bộ giao dịch bất động sản trên thế giới như này sau 15 thì sẽ làm gì ạ? Dùng và giả tiền cho mình này. Và chính thức lúc này là chúng ta sẽ trở thành một Google thông tin của ngành bất động sản. Đấy ạ. Vậy thì bây giờ là cái lúc chúng ta thực hiện theo tất cả những cái thứ gì chúng ta đã chuẩn bị mà thôi. Trong quá trình thực hiện sẽ có phương án 1, phương án 2 và phương án 3. Phương án 1 là phương án chủ đạo. Phương án Hai là gì? Trong quá trình làm việc có cái gì đấy nó chưa thuận chuyển luôn sang phương án 2. Phương án 2 mà vẫn còn chưa tối ưu chuyển luôn sang phương án 3, tức là liên tục có phương án dự phòng anh chị nhé. Và ngày 10 năm tháng 8 năm 2019 chúng ta sẽ ra đời cái doanh nghiệp này. Nhiều người cũng hỏi tại sao lại ra đời năm 19? Sao nó nẻ thế? Tại sao không ra đời năm 20 đi? Hoặc là làm năm 18 đi. Có đúng không ạ? Thì xin trả lời các anh chị luôn là ở đây là gì? Là năm 2019 là năm bắt đầu chính phủ Việt Nam mình chuyển đổi số. Thì ở đây chúng ta mặc dù có cái sự chuẩn bị kỹ càng trên 10 năm rồi. Nhưng chúng ta không thể làm sớm hơn khi là gì? Pháp luật chưa cho phép. Được không ạ? Chúng ta đi xa làm lớn, làm một lần thôi và chúng ta sẽ làm gì ạ? Nó là một cái doanh nghiệp đại đời. Đúng không ạ? Thì vậy thì cái này thì chúng ta sẽ phải làm chuẩn pháp luật đầu tiên. Vậy thì ở đây chúng ta mặc dù chuẩn bị kỹ nhưng phải pháp luật cho phép chúng ta mới. Thế còn nếu như chúng ta mà nhà, nhà nước ra rồi bây giờ mình mới lại lóc cóc 2021 21 chúng ta mới lại đi chuẩn bị để làm nữa thì mình là người lạc hậu mất rồi. Anh chị nhé. Ok. Thì đây là 10 năm tháng 8 năm 19 là mình ra đời và đây là lộ trình của Mây Nen chúng ta đi. Thì kế hoạch của mình là 5 năm. Đây này. Từ năm 19 cộng với năm đây này. Nó thành 24, 25. Đấy là lý do tại sao chúng ta có cái mốc 24 năm để chúng ta IPO nó là như thế anh chị nhé. Rồi tiếp tục, đây mới chỉ là 5 năm lần thứ nhất thôi và đây mới chỉ chinh phục thị trường Việt Nam và nhân bản sang châu Á mà thôi. Vậy thì còn rất nhiều châu nữa, châu Phi, châu Mỹ nữa đúng không ạ? Và cuối cùng là gì? Là 2030 là 5 năm lần thứ hai đây này. Đây, 25 cộng với 5 đây này, nó chính là 2030. Thì đây mới chính là đích cuối của mình. Và đến chỗ này mình mới trở thành một mây banh, một ngân hàng số chuyên biệt cho toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản, anh chị ạ. Vậy thì cái bài toán ở đây là chúng ta sẽ làm gì? Đến chỗ này là chúng ta thành công rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm thì nó mới thành công được, đúng không? À, thế vậy thì bây giờ cái chỗ này là về cái quá trình là chúng ta sẽ làm thì chúng ta cần rất nhiều thứ đúng không anh chị biết rồi chúng ta cần cần tiền này chúng ta cần dữ liệu này cần nhân tài này cần đủ mọi thứ nhưng mà trong khi đó là vốn là cái vô cùng quan trọng vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ sâu với anh chị về cái đầu tư vốn thì kế hoạch dùng vốn của mainland của mình ấy là chỗ này thì sẽ dùng quỹ còn phía trước này sẽ dùng vốn cộng đồng anh chị ạ à, vốn cộng đồng thế thì thử hỏi rằng mình có phải là quỹ hay không thì trả lời các anh chị luôn là chúng ta không phải là quỹ, thì chỗ này là chúng ta không có cơ hội để mua. Thế còn thì mình đã ra thế giới chưa? Cái đoạn này là chúng ta chưa ra. Vậy thì bây giờ ấy là chúng ta đang có cái đoạn này này, anh chị này, đang có cái đoạn cộng đồng này, nó chính là cơ hội của tôi và các anh chị đấy ạ. Vậy cộng đồng ở đây là công ty là xác định trong tương lai sẽ là doanh nghiệp tỷ đô, đúng không ạ? Nó sẽ có 2,3 tỷ cổ phần. Vậy thì công ty chỉ phát hành ra 1 phần 4 giá trị của doanh nghiệp của 2,3 tỷ đấy thôi. Nó tương đương với 575 triệu điểm mây và chia ra làm 6 giai đoạn để gọi vốn từ cộng đồng. Mục đích gọi vốn từ cộng đồng để hoàn thiện cái dịch vụ này để chúng ta sẽ đưa ra thế giới. Được không ạ? Vậy thì 6 giai đoạn này thì giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và giai đoạn 5. Và đến chỗ này là giai đoạn 6. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây ngày hôm nay của chúng ta là ngày 16 tháng 11 năm 2023 thì mình đang ở khúc nào của sáu cái giai đoạn này thì trả lời các anh chị luôn mình đang ở chỗ này rồi ạ à. nó đang là ở là gì 4 phần 5 của cái giai đoạn năm này rồi còn một tí xíu này nữa thôi ạ à. nhưng kế hoạch của chúng ta là không phải đến chỗ này thì chúng ta mới dừng không phải nhìn thấy cái vạch này nó ở đây và nó phải chạy dần chạy dần chạy dần đến chỗ này đấy thì nó mới dừng lại không phải đâu anh chị ạ à mà chúng ta đến hết ngày 30 tháng 11 là chúng ta sẽ dừng lại vốn hoàn toàn. Vậy thì hôm nay là ngày 16 tháng 11 rồi. Còn có 14 ngày nữa thôi là chúng ta dừng lại hoàn toàn cái việc gọi cộng đồng này. Vậy thì sau cái ngày 30 tháng 11 này là vĩnh viễn cộng đồng không bao giờ còn cơ hội nữa. Kể cả là mình nhiều tỷ mình cũng sẽ không mua được đâu. Anh chị ạ. À, vậy thì lúc bấy giờ cái khúc này là dành cho quỹ. Và quỹ thì lúc bấy giờ là gì ạ? À? Là người ta sẽ bỏ rất nhiều tỷ vào đây. Rất nhiều nghìn tỷ vào đây mà anh chị phải biết rằng anh chị phải biết rằng <laughs> quỹ bây giờ ấy là một cái không những là một quỹ nắm mát đâu mà nhiều quỹ nắm họ đang xếp hàng họ rất là muốn rồi muốn mua lắm rồi bởi vì họ biết rằng cả cái khu vực đông nam á này của mình không có một cái gì, dự án nào nó ngon hơn mainland nó tiềm năng hơn mainland thế nên là ở đây ấy, là gì là họ rất là muốn hợp tác với chúng ta đây, vấn đề là chúng ta là chọn một ông quỹ Anamat toàn cầu đấy sau đó là tiếp tục đó. xác định là cái vòng quỹ này chúng ta sẽ phải là có ít nhất tầm khoảng 3 đến 4 vòng đấy thì mỗi một vòng quỹ nó vào thì đương nhiên là gì là cái giá trị doanh nghiệp tăng lên vậy thì ngày hôm nay chúng ta sở hữu cái cái cổ phần sớm như thế này thì giá trị tăng thì tiền của chúng ta cũng tăng theo đấy anh chị nhé đó, ok thế vậy, vậy thì một cái doanh nghiệp của chúng ta mà mới ra đời được có 4 năm như thế này mà bây giờ là gì à đảng chính phủ và các cơ quan chức năng rồi vân vân những cái ông lớn đúng không ạ và quỹ bây giờ là rất muốn rồi thế vậy thì ở đấy nó chính là tầm nhìn doanh nghiệp của mình lớn như thế nào giá trị như thế nào thì họ mới sẵn sàng như thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta có tin hay không tin là việc của chúng ta mình không tin thì đến cái giai đoạn này doanh nghiệp cũng thành công có đúng không ạ nó cũng giống như một cái chuyến xe đi ấy. chỗ này là điểm bắt đầu và chỗ này là điểm kết thúc đấy ạ mình muốn đi nhanh thì mình neo lên xe mà ngồi còn đúng không nào rồi ok. Thế thì cái bài toán ở đây nó chính là tầm nhìn của chính chúng ta đấy anh chị ạ nhé. thay vì là mình làm cả cuộc đời thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ? À, nhìn thấy cái cơ hội tiềm năng của doanh nghiệp này, chúng ta chỉ cần nghiêm túc tìm hiểu nó và chúng ta roi vào. Đấy là chúng ta cũng chưa cần phải bỏ một cái số tiền quá lớn, không cần phải đến vài chục tỷ mà chúng ta có thể là gì ạ? À, một cái số tiền đâu đó là gì? Vài trăm triệu hoặc là vài tỷ thôi là chúng ta sau này là đã nghỉ ngơi cả cuộc đời rồi. Nếu mình không biết cách làm ấy, thì có thể là chúng ta vài trăm chỉ vài trăm tỷ chúng ta vẫn cứ phải đi làm bình thường trong giống như cái hội doanh nghiệp toàn cầu của tôi cũng thế Đấy, thế thì có những người có khi 400, 500 tỷ vẫn cứ phải lao đầu đi làm 9 10 giờ đêm vẫn chưa được ăn cơm, khổ không? Đấy gọi là khổ chủ đấy ạ, à, đúng không? Nhưng nếu mà biết cách ý, thì còn dưới 1 tỷ họ đã tự do cả đời rồi. Đấy bằng cách nắm giữ cổ phần của những cái doanh nghiệp vĩ đại như thế này này, sau này một đồng nó đẻ ra vô số đồng, cái việc gì mà chúng ta phải đi tìm tiền? Có đúng không ạ? À? Tiền nó nằm ở đây này. Vậy thì thời điểm này, ngày 16 tháng 11 năm 2023 là ngày hôm nay giờ này thì mình đang là gì à, được mua với cái giá là 8.879 đồng một mây. Anh chị hình dung như thế nào mà sau này là cả thế giới họ dùng, họ giá tiền vào một cái dịch vụ mà dành cho cái ngành giàu nhất của thế giới nó chính là bất động sản. Nó giá tiền cho mình mà bây giờ mình bỏ ra có 8.879 đồng một cái cổ phần đấy. Tức là nó là gì? Nó nó nó, nó quá rẻ. Là một cái mà nó quá là nó 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 yêu đãi cho chúng ta. Đấy. Thế vậy thì ở đây là chúng ta đang mua là gì? Hơn 8.000 đây. Nó tương đương mớ rau thôi anh chị ạ. Đấy, nhưng đến khi mà cái doanh nghiệp này IPO, thì anh chị hình dung rằng một doanh nghiệp mà cả thế giới họ muốn mua, thì đấy nó chính là gì ạ? Là là giá trị doanh nghiệp nó tăng lên đấy. Nhá. Rồi, ok, thì giá nó từ 8.879, thì giá kỳ vọng của mình sẽ là 500.000 đồng. Đấy, 500.000 đồng anh chị ạ. Nhưng chưa dừng lại ở đấy. Đây mới chỉ là IPO ở Việt, ở Đông Nam Á thôi, ở Châu Á thôi, Việt Nam, Châu Á thôi. Còn thì đến cái chỗ này này, chỗ này này, nó chính là gì ạ? À, còn châu Phi, châu Mỹ còn rất nhiều châu nữa cơ Vậy thì dịch vụ của mình ấy, nó cứ đi đến đâu Là cái là người dân người ta muốn dùng Là muốn dùng rồi, lượng nhiều dùng rồi Vậy người ta muốn bỏ tiền mua rồi Thì lúc bấy giờ ấy, là người nó cứ tức cuộn vào Anh chị hình dung là hoàn tuyết năn Nó là chính là cái gì Nó cứ năn cứ đến đâu thì cái hoàn tuyết lại to đến đấy, Nó cứ dính đến đấy Tức là người dùng nó cứ cuộn vào với nhau như thế Sau này người già, người trẻ đều kinh doanh Đều nhờ cái nền tảng này kiếm tiền hết ấy, Anh chị ạ thế thì anh chị hình dung là đến cái chỗ này nó không phải 500 nữa. Biết đâu nó lại thêm một số không thì sao? Nó thành 5 triệu một cổ thì sao? Đúng không ạ? Nhưng đến cái chỗ này nó không phải đấy nữa mà là toàn thế giới đều dùng. Nó mới trở thành một Google của cái thông tin bất động sản. Nó găm vào trong não của người dùng thế này. Ông muốn tìm kiếm tra cứu thông tin ông vào hết. Vậy thì lúc bấy giờ một cái cái công ty của mình mà cả thế giới người ta muốn bỏ tiền người ta muốn mua thì anh chị hình dung rằng nó, đắt như tôm tươi đúng không nào đấy thế vậy thì lúc bấy giờ biết đâu nó lại thêm một số không thì sao thành dăm chục triệu một cổ thì sao mà hoàn toàn có thể tăng lên nữa chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một cái điều này anh chị nhé thì cái công ty Geno ở Mỹ anh chị ở đang Mỹ anh biết rồi đúng không ạ công ty Geno ở Mỹ nó chỉ có mỗi một cái thằng thằng may mắn thôi là trách quy quy hoạch thôi nhưng nó lại dùng cho nội địa đất nước Mỹ nhưng nó lại không mang đi thương mại ở bên nước ngoài nhưng cái giá trị đấy, một cổ phần của nó bây giờ đang được định giá là có biết là mấy chục tỷ đô đấy đúng không ạ thế vậy thì cổ phần của một doanh nghiệp đấy là một triệu sáu cơ Đấy, thế vậy thì bây giờ của mình ý, cả một cái hệ sinh thái 26 cái, tức là nhiều hơn của họ 25 cái nữa, đúng không? Nhưng của mình không phải nội bộ nữa, mà chúng ta sẽ làm gì nhân bản sang toàn cầu. Thế nên là cái quy mô của mình lớn, dịch vụ của mình nhiều, mình đẳng cấp, mình giải quyết trọn gói toàn bộ tất cả những cái nhu cầu đó. Thế thì anh chị hình dung rằng xem là nó có có ngon không? Vậy thì bây giờ của họ một cái là triệu sáu rồi. Mình là gì ạ? Hàng bao nhiêu cái mà này quy mô lớn, mình có 500 Đấy, thế thì cái này ở đây là cái là gì chúng ta đang rất là gì khiêm tốn, đúng không anh chị? Thế nên là cái việc của chúng ta là gì kỳ vọng và tăng trưởng như này là cái chuyện là gì chúng ta hoàn toàn có quyền. Đấy, đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta hình dung rằng một cổ bây giờ mới chính là gì? À, một giá trị doanh nghiệp, một mây đó là 8.879 bằng một mớ rau. Nhưng sau này, đấy, sau này thì nó lại là gì? 500 thì nó lại tương đương với một cái tờ polymer chẳng hạn. Một mớ rau nó biến thành một tờ 500. Đấy, thì có nghĩa rằng mình mua mớ rau đi với giá 500 ngàn Được không nào? Ok, thế vậy thì ở đây, đến chỗ này rồi Nó không phải 500 nữa Mà một mớ rau nó lại biến thành một cái nhẫn vàng rồi Đúng không? 5 triệu rồi Đấy, một mớ rau sau này Đây, đến giai đoạn đích cuối này Nó lại biến thành 50 triệu tương đương một cái xe máy Đấy, thế thì anh chị hình dung rằng Mình cứ bao nhiêu mây thì cái chỗ này sau này nó sẽ tăng lên như vậy Đấy, anh chị nhìn thấy nó lắm tiền không? Tiền nó nằm ở đây này, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình đang mua là chỉ biết rằng ngày hôm nay 16 tháng 11 năm 23 thì mình đang còn mây và giá mây mình đang được mua là 8.879 đồng mà thôi. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm bài toán hạch toán nhé. Bây giờ mua như này và khi lên sàn là giá là 500 IPO đấy ạ. Thì chúng ta hình dung rằng cái tốc độ tăng trưởng là gần 60 lần. Gần 60 lần. Đấy. Vậy thì tối thiểu ở đây nhé. Tối thiểu là mình bao nhiêu tiền mình mua được từ trước đến nay là tôi chưa bao giờ có thấy một cái doanh nghiệp mà nó lại tiềm năng mà nó lại là đầy đủ pháp lý rồi nó lại lại tiền lại abc như thế này thế vậy thì ngày hôm nay là là bao nhiêu tiền thì mới được sở hữu cái cổ phần này đấy thế bây giờ là bao nhiêu tỷ đúng không ạ à thì xin thưa cả nhà mình ở đây là tối thiểu là 12 triệu mình đã có thể mua được rồi thế vậy thì 12 triệu ở đây là nông dân cũng có nội trợ cũng có đúng không ạ sinh viên nếu mà tiết kiệm vào cũng có bất cứ ai cũng đều có 12 triệu cả. Đấy, thế thì nếu như 12 triệu ngày hôm nay mình đầu tư vào mây thì mình ngoảnh đi vài ba năm, đúng không? Bây giờ đang là cuối của 23 rồi. Còn có một bước thôi là 24, một bước nữa là 2 năm, chỉ còn một hai lần chúng ta được ăn bánh trưng nữa thôi. Còn một hai lần chúng ta đi nì xì mừng tuổi trẻ con nữa thôi là chúng ta phải giàu rồi, anh chị ạ. Đấy, vậy thì 12 triệu ngày hôm nay chúng ta bỏ ra, ngoảnh đi một vài 35, chúng ta có tận là hơn 700 triệu như thế này cơ và chúng ta còn có cổ tức. Vậy 720 triệu nó nở ra đây, nó chính là tăng gốc từ 12 triệu đấy anh chị ạ. À. Nghĩa rằng đầu tư 12 triệu ngày hôm nay, sau khi doanh nghiệp thành công, cái doanh nghiệp mình à, cái tiền của anh chị tăng trưởng lên khoảng hơn 700 triệu. Đấy, cộng với cổ tức đấy là người dùng ở đây họ cứ dùng họ giả tiền và giả tiền thì tiền về đây và chúng ta được chia đấy là cổ tức đấy ạ và đây chính là cái ngôn ngữ đây là bí quyết của các tỷ phú mà không bao giờ người ta nói về chúng ta vậy thì người giàu dành cho số lượng không phải là người đông đấy rất ít người biết thôi vậy chúng ta đang ngồi trên zoom là mình là những người may mắn hơn bất cứ một người nào đang ngồi ngoài kia là chúng ta đang nói chuyện với nhau một cái câu chuyện giá trị để chúng ta có tài chính chúng ta thay đổi trong tương lai chứ không phải một cái câu chuyện tào lao đúng không ạ rồi ok vậy thì ở đây 12 triệu có khiến cho mình phát sản không không 12 triệu có khiến cho vợ chồng phải bỏ nhau hay không trả lời không 12 triệu có khiến mình phải là gì à, mất sổ đỏ hay không ngân hàng nó phải đến siết lợ bởi 12 triệu hay không trả lời không nhưng 12 triệu là sau này nó sẽ lỡ ra tân đây đây thì cái này cũng có thể rằng giúp cho một số người mà có thể rằng là gì à, à, thỏa mãn một số những cái ước mơ gì đó của mình mà từ trước đến nay chưa bao giờ mình có tiền trăm triệu trong tay xin thưa cả nhà mình có những người nhé mà còn chưa bao giờ còn còn có 5 triệu cơ chứ đừng nói số tiền to mà thậm chí còn điên cỗ vẫn phải xin tiền con đấy đấy thế vậy thì đây là một cái cơ hội để mà làm gì à chúng ta thay đổi về tài chính và chúng ta làm chủ và chúng ta đều là gì à, à có một cái sổ lương hưu tự chủ về tài chính luôn tại sao lại nào? doanh nghiệp lớn như thế mà lại 12 triệu mình mình đã được mua rồi thì xin thưa trả lời với các anh chị luôn đây nó chính là cái nhân văn nhất của tập đoàn mình có nghĩa là ở đây ấy, là người ít tiền nhất những người không có trình độ cũng đều có thể được ngồi trên cái con thuyền lớn như thế này Vấn đề ở đây là mình có thay đổi cái tư duy hay không Mình có nhìn ra vấn đề hay không Đúng không nào Đảng, chính phủ, các cơ quan chức năng nhà nước mình đầy đủ hết rồi Nhưng ông lớn ở trên thế giới Những ông quỹ chuẩn bị rót hàng bao nhiêu nghìn tỷ vào Người ta còn muốn mua cái sở hữu cổ phần của mình Mà họ còn phải mua với cái giá cao cơ chứ không phải giá như thế này Vậy thì ngày hôm nay nó là cái, cái hiện hữu nó đang ở đây nó còn có 14 ngày nữa thôi để nó dừng lại rồi Mình có nhìn thấy hay không Nó giống như cái bài toán là gì Cỗ nó đã đã đã, đã bày sẵn rồi đấy giống như bây giờ bày và đến là gì đến 12 giờ nó cất đi ấy. thế vậy thì bây giờ mình muốn ăn thì ngồi vào mà ăn đúng không ạ mình ăn thì mình no mình ăn xong mình lấy phạt về đúng không ạ còn nếu mà mình không muốn ăn thì chẳng ai người ta bắt mình ăn cả mà mình không ăn thì đến giờ họ cũng cất đi mà có đúng không nào đấy mình không ăn thì nói chung là gì đám cưới nó vẫn cứ diễn ra ví dụ như thế đúng không nào à, ok thế vậy thì bây giờ là gì ạ à thế thì bây giờ tôi nhìn thấy cơ hội từ trước đến nay ấy, nó chưa có nào ngon như thế này thế bây giờ thì à tôi có nhiều tiền hơn Vậy thì có người có 50 triệu, có người là có 100 triệu, nhưng có người có 200, có người thì có tận 500 cơ, đúng không ạ? Nhưng có người là gì có cả tỷ, đúng không? Rồi, à, ok. Thế thì bây giờ là tôi hạch toán cho anh chị nhé. Ví dụ như ngày hôm nay, anh chị là đầu tư làm 50 triệu bây giờ, thì ngoảnh đi một thời gian, vài ba năm, thì doanh nghiệp thành công nó nở ra khoảng 60 lần thì đấy tiền của chị anh chị nó to thành khoảng 3 tỷ cộng với cổ tức rồi đầu tư trăm triệu ngày hôm nay à tương lai sẽ có khoảng 6 tỷ cộng cổ tức 200 triệu ngày hôm nay tương lai có khoảng 12 tỷ cộng cổ tức nếu như bỏ ra 500 triệu ngày hôm nay đầu tư thì tương lai sẽ có 30 tỷ cộng cổ tức và nếu đầu tư tư 1 tỷ thì nó sẽ có 60 tỷ cộng cổ tức. Chúng ta cái hình dung nó nhân 60 lần như thế này. Vậy thì bây giờ là gì ạ? À? chúng ta đầu tư một lô đất sau này có 60 lô đất, đầu tư một cái nhà sau này có 60 cái nhà và một cái xe sau này sẽ có 60 cái xe cộng với cổ tức, đúng không ạ? Vậy thì đây nó chính là cái quả đây chính là cái quả cái mà chúng ta muốn được đây này đấy vậy thì muốn được cái này thì đương nhiên là muốn ăn quả thì chúng ta phải gieo cây chứ không phải là quả tự nhiên trên trời rơi xuống Thế vậy thì đây nó chính là cái quả nó ra. Vậy thì chúng ta phải gieo trồng cây, đúng không ạ? Này muốn có quả tiền thì hôm nay chúng ta phải gieo cây tiền thôi. Vậy thì anh chị muốn có tiền trong tương lai, anh chị đầu tư. Đó. Vậy thì nếu như anh chị muốn có 3 tỷ, à, vài ba năm nữa có 3 tỷ thì anh chị vui lòng lấy cái số tiền 3 tỷ này chia ngược lại cho khoảng 60 lần thì tương đương với anh chị vui lòng bỏ 50 triệu ra để mua mây ngày hôm nay. Còn nếu như À, chúng ta muốn nhiều hơn nữa từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có chục tỷ trong tay vậy thì đây là một cái cơ hội để tôi được bứt phá vậy thì bây giờ muốn có khoảng hơn chục tỷ thì chia ngược 60 lần thì vui lòng bỏ hai ba trăm triệu ra mùa mơ mùa mua đúng không ạ à? đấy thế thì cũng có người là một cái lô đất chẳng hạn nếu như anh chị đầu tư một lô đất về truyền thống thì hai ba năm sau nếu như mà nó tốt ra thì nó chỉ tăng trưởng giá gấp đôi gấp ba thôi gọi là thành ba lô đất là nhiều lắm rồi là đi khoe cả họ rồi rồi mời bạn đi uống cà phê uống bia là tẹt ra rồi đúng không ạ đó thì đấy gọi là gì là truyền thống nó chỉ tăng thế thôi còn đấy còn chưa nói là nó ế như thế này được không nào còn có người còn lỗ còn không thanh khoản được ấy ạ còn thì khi mà chúng ta nhìn cơ hội này vứt một lô đất vào đây sau này nó không phải là thành hai lô mà thành 60 lô vấn đề là mình muốn lấy hai lô hay 60 lô đất là do mình mà thôi anh chị nhé đó thế thì đây là một cái bài toán là về kinh doanh là tôi hạch toán hộ cho anh chị thì tùy anh chị tin tưởng đến đâu tài chính của anh chị đến đâu thì anh chị đầu tư đến đó và cái cơ hội này nó sẽ sắp đóng cửa lại rồi còn có 14 ngày nữa thôi là chúng ta vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội lấy nữa anh chị nhé vậy thì ngày hôm nay mây chính là sức khỏe về tài chính của đời mình và nhiều đời của con cháu nữa vậy thì cứ ai nhiều mây là người đấy sau này là sẽ có nhiều tài chính mà thôi và mọi cái nó đều sẵn sàng cho cái sự thành công hết cả rồi anh chị ạ à. đấy nguồn lực của chúng ta đủ khỏe chủ tịch tập đoàn của chúng ta vừa rồi là đã sang mỹ và sang rất nhiều nước và chúng ta đã chuẩn bị có cái kế hoạch hết cả rồi đấy thế thì <laughs> tiếp tục nữa về thời điểm thì thời điểm này nó chính là thời điểm vàng là thời điểm kim cương là cái thời điểm mà chỉ còn 14 ngày nữa là chúng ta được nhặt được vững vàng kim cương về thôi nếu mà chúng ta mà nhìn thấy cơ hội này chúng ta sẽ làm gì xuất phát nhanh và chúng ta sẽ làm gì à chúng ta kịp thời chúng ta đi nhặt về chúng ta mang vàng về mình nhặt rồi nhưng mà bây giờ còn người nhà nhà mình vậy thì mình kiểm tra xem là tài khoản của mình có bao nhiêu mây rồi có đúng không là sức khỏe của tài chính của mình đến bao nhiêu thế còn thì mình có rồi thì chồng mình có chưa con mình có chưa và đồng thời là mình sẽ phải nhìn bên trên đúng không ạ nó chính là cái gì báo hiếu là bố mình có chưa mẹ mình có chưa nếu mà ok xong rồi thì nếu như có con có cháu có có đồng nghiệp đồng ngôn đồng ngũ tất cả các loại đồng mới mang hết vào để mà thành đồng mây đấy thì mây thì sau này nó sẽ là gì là sức khỏe về tài chính của chúng ta đấy vậy thì thời gian nó không còn nhiều đâu chỉ còn có 14 ngày thôi tôi đặt cái dấu đỏ như này nó chính là báo động đỏ đấy ạ à. 14 ngày nữa thôi là vĩnh viễn hết cơ hội rồi anh chị nhé đó, vậy thì tôi tặng cho các anh chị một cái công thức như sau. 1 bằng 80, tức là một xuất phát bây giờ và sau này chúng ta sẽ là gì? À, chúng ta sẽ có cả cuộc đời, chúng ta không cần phải lo lắng về vấn đề về tài chính. Đấy ạ, xuất phát một lần nhưng chúng ta sẽ thắng được cả đời. Đấy, cái thứ hai nữa là 14 ngày vàng này đổi lấy nhiều đời. Được chưa nào? 14 ngày vàng này nó chính là cái ngày ngày kim cương nó chính là cái ngày vàng của chúng ta vậy chúng ta xuất phát đấy chúng ta hãy kiểm tra tài khoản chúng ta hãy làm gì đầu tư thêm hoặc là chúng ta nếu chưa có ID thì anh chị sẽ làm gì đây là cái cơ hội của chúng ta 14 ngày là 14 ngày định mệnh đấy ạ và 14 ngày sẽ là gì thay đổi cái tài chính nhiều đời của chúng ta anh chị nhé à, ok vậy thì lưu ý với anh chị ba điều cái điều thứ nhất là hết ngày 30 tháng 11 là sẽ dừng hết vốn sau 30 tháng 11 là vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Còn tiếp tục nữa là gì tất cả các cái gói trả thẳng, gói trả góp, dù là gói gỏ gó nhỏ hay là gói trả góp triệu mây thì các anh chị vui lòng hãy tài chính và tất toán từ nay đến hết tháng 30 tháng 11. Có nghĩa rằng ở đây là là sau tháng 11 này là anh chị sẽ không có cơ hội được mua nữa, được không nào? Nhá, sẽ phải tất toán hết. Rồi, tiếp tục nữa. Các cái gói mà anh chị có thể đã trả góp rồi nhưng đâu đó vì một lý do gì là mình sẽ là ngắt quãng, chúng ta không trả được nữa. Thế thì bây giờ là sẽ được mở lại toàn bộ các cái gói trả góp đấy. Để anh chị có thể là gì là sẽ tái góp lại, sẽ tất toán cái gói đấy. Anh chị nhé. Ok. Rồi. À, thế thì 14 ngày này là 14 ngày kim cương. Vậy thì 14 ngày này nó chính là một cái cơ hội được tri ân là nhà đầu tư à nhà à công ty là sẽ là gì à tri ân cho nhà đầu tư đây là cái buổi tri ân cuối cùng đây là cái thời điểm tri ân cuối cùng à, dành cho những nhà đầu tư mà sau cái lần này là chúng ta sẽ à, bị cơn mưa là sẽ bị à, à, gì à? à chúng ta muốn tìm cũng không thấy nữa đâu ạ à. À, cái này là tri ân như thế nào với một cái gói góp rất nhỏ thôi anh chị nhé là từ 1.000 đô trở lên là đã được thưởng thêm 3 lượng mây rồi đấy và với cái gói góp là 10.000 đô trở lên thì mình được thêm 3% mây nữa. Và cuối cùng ở đây là rất là cảm ơn các anh chị cũng đã theo dõi và xin chúc anh chị là chúng ta sẽ nghiêm túc là tìm hiểu cơ hội và chúng ta sẽ kiểm tra lại tài khoản của mình để chúng ta sẽ sở hữu thêm cái điểm mây để chúng ta gia tăng tăng thêm cái tài sản không những cho mình mà kiểm tra lại đi nếu mình chưa báo hiếu được bố chưa báo hiếu được mẹ đấy chồng con chưa có đấy thông gia của mình chưa có bạn bè mình chưa có thì chúng ta hãy nhanh chóng thời gian chỉ còn có 14 ngày nữa thôi không chờ đợi chúng ta nữa đâu rồi xin chúc anh chị sở hữu nhiều mây sau này chúng ta cùng giàu cảm ơn các anh chị